Bậc A-la-hán thuyết giảng về năng lực của Tam Minh. Trưởng lão Thích Thông Lạc. Quý vị có đến lúc nào quý vị biết rất đẹp. Nhưng ở đây thầy muốn có cái đó, thầy biến hóa ra một cái khu vực rất đẹp hơn chút năm nữa. Có dòng suối, có nước chảy, có núi, có những hòn non bộ rất đẹp. Đẹp hơn cả những nơi mà của vua chúa nhà Đường ở nữa. Thì thầy muốn như thế nào nó sẽ làm được như thế đấy. Và quý vị vô này, quý vị tham quan thấy đẹp đẽ vô cùng, thấy thích thú vô cùng. Chim trên cây, rất nhiều loại chim, đủ loại, tự nhiên, rất nhiều ca hót, rất là đẹp, rất là hay. Thầy muốn như thế nào nó sẽ làm y như thế đấy, một cảnh rất đẹp. Nhưng nó là thật không biến quá, quý vị đừng có ham. Bởi vì khi về thăm Trúc Lâm, quý vị thấy đẹp, đẹp. Bao nhiêu công lao của Hòa Thượng Độ, bao nhiêu tiền của Hòa Thượng. Còn ở đây thầy chỉ có muốn là được. Thì các vị thấy cái nào sướng hơn? Mà không bỏ một cắt nữa. Phải không? Thầy bây giờ muốn ăn. Quý vị muốn ăn một bữa cơm chay rất ngon. Thì ngay đó thầy ra lệnh liền. Thì sẽ có bàn ghế đầy đủ chén bát rất đẹp. Quý vị dùng bữa cơm rất ngon. Mà quý vị không biết. Phải không? Tại chúng đạo tôi khám rồi mà muốn nuôi chúng thì như vậy đâu có khó. À, rất dễ, không có khó khăn. Mà thật sự nuôi, mà để nuôi để cho chúng sống mà ăn, để mà không tu thì nuôi để làm gì? Cho nên chọn một cái người mà để mà thực hiện, mà nuôi cho họ tu để mà họ được giải thoát. Là con người đó phải có đủ căn cơ, chứ còn không đủ căn cơ. Vào trong ba bữa mà giới luật ở đây sống thì chắc cũng phải bay rồi. Bởi vì cái đời sống mà thể hiện thần thông mà sống cho đầy đủ tiện nghi sung sướng thì một cái người tu có đủ thần thông rồi á thì người ta làm được. Đời sống của quý vị muốn gì có đấy á. Quý vị muốn cái gì, ăn cái gì là ngay đó có liền. Ví dụ bây giờ muốn ăn cái bơm ở bên Pháp thì ngay tức khắc ở đây sẽ có một dĩa bơm đó liền tức khắc. Người ta lấy rất nhanh. Cho nên cái này nó là đặc biệt lắm. Quý vị phải cần phải tu tập, mà cái đó chỉ có pháp Như Lý Tác Ý là có được. Vừa tác ý là nghĩa là tác ý đến bây giờ quý vị mới tu, quý vị tác ý như thế này, tâm như cục đất không tham sinh si. Nhưng mà khi mà cái pháp nó di diệu rồi, tâm quý vị vừa thoáng muốn là nó đã Như Lý Tác Ý rồi đó. Chứ không phải đợi quý vị phải tác ý ra một câu như vậy đâu. Quý vị muốn là được. Đó là cách thức của pháp Như Lý Tác Ý. Nó di diệu và siêu việt như vậy. Nhưng chúng ta không cầu mong cái đó. Nó không lợi ích đâu, nó chỉ là một chuyển quá tạo chúng ta thấy thoải mái trong một cái thời gian đó thôi. Còn cái thật sự của nó là thành thông giáo hóa. Chúng ta sống đúng đời sống đức hạnh, sống đúng đời sống của một vị tu sĩ là chúng ta đã tìm thấy sự giải thoát, sự ích lợi ngay đó. Nó không, nó thật sự và nó lợi ích thiết thực. Cho nên thành thông giáo hóa là thành thông cần thiết cho đời sống của chúng ta. Còn tất cả những cái kia chỉ là một hí, một trò du hí để mà chơi thôi, ảo giác để mà chơi thôi, không có lợi gì. Bậc thầy cái thành tâm chí thiết cho con thấy cũng cần thiết cho cái người mà hoàn hóa. Mình có gì mình mới biết cái căn cơ người đến mình như nào để mình có cái pháp giúp cho họ có hiệu quả. À, nó có lợi ích cho người tu, nhưng không khéo để biến thành người tu trở thành một người thầy bói. Nghĩa là bây giờ thầy nói một cái chuyện rõ ràng quá, cho nên mọi người đến đây mới hỏi bây giờ con như thế này chứ nhờ thầy coi dùm, tức là biến thầy dần tới thầy, thầy bói mất rồi. Cái thần thông tí thiết để giúp cho một vị thầy để hoằn hóa độ sanh, biết được sự kiện xảy ra, biết được người tu được hay không được, tu được bao lâu, nghiệp họ tới như thế nào, biết nhưng không nói ra. Nghĩa là hiện giờ, ví dụ như thầy nói thẳng, nói thật, làm cho các thầy đại thừa, họ tức giận. Thì họ tức giận, thì họ phải tìm cách hại thầy. Cho nên vì có thần thông tí thiết, cho nên thầy biết họ sẽ hại thầy như thế nào và ngày giờ nào đó họ sẽ làm gì. Bây giờ họ sẽ chờ thầy đi ngang qua đó để mà gây ra tai nạn, lưu thông cho thầy chết. Thì lúc bây giờ thầy bị giết trước, họ không làm gì thì được. Cũng như họ, ngày mai họ sẽ, ví dụ, ngày mai này họ sẽ tổ chức một đoàn Phật tử đến thỉnh thầy và đồng thời sẽ thủ tiêu thầy. À, thầy cũng biết, cho nên họ làm gì thầy cũng không được. Bởi vì đối với thầy, thì hiện bây giờ thầy muốn sống là sống, muốn chết là chết, không ai làm gì thầy được. Tại vì thầy phải thấy được cái điều đó mới dám ăn dám nói chứ
Nếu không thấy được điều đó mà nói ra chúng thì chắc chắn là chúng có diệt thầy. Chết một cách dễ dàng. Nhưng thầy nói ở đây như vậy, chứ thật sự ra thì thầy mù tịt, thầy không biết gì hết đâu. Thật sự là thầy như mấy con, nghĩa là ai muốn làm gì thì làm. Thầy cứ lấy cái gì các con biết không? Lấy cái nhân quả. Thầy có nhân quả tốt thì không ai làm thầy được hết. Chứ không phải là thầy phải biết trước mà tránh né như vậy đâu. Thầy không bao giờ thầy tránh né một cái điều. Thầy biết rằng suốt cuộc đời thầy làm thiện, tu thiện, sống thiện, ngăn ác, diệt ác, thì không có một người nào hại được thầy. Cái gì chân lý của đạo Phật thì phải trả về chân lý của đạo Phật. Không thể nào bị mờ ám như vậy. Thầy chỉ là tiếng nói của đạo Phật để mà lật ra tất cả những sai trong đạo Phật để chỉnh đốn lại Phật giáo. Cho nên thầy nói đó là cái điều tốt, điều thiện thì không ai hại thầy. Thầy không bị giết như tổ sư Minh Đăng Quang đâu. Vì cái phước báo thiện của thầy làm tốt thì không sợ ai hết. Đó thì các con nghĩ thầy không có thần thông. Nhưng mà thầy nói để cho các con thấy cái thần thông của Phật nó như vậy đó. Nó có ba loại như vậy. Chứ thật sự đối với thầy thì thầy không có. Hoàn toàn đấy. Các con cứ nghĩ người ta xảy ra một cái tai nạn. Ví dụ như có một người ở Phật tử mình đó. Họ vào đây họ tìm con họ. Họ nghe nói con họ trốn đi tu ở trong này. Mà được cái vị thầy ở đây tu hành mới dẫn họ đi vô trong này đi kiếm ở trong các chùa. Nhưng mà kiếm mấy chùa thì kiếm không ra. Cho nên đến đây cái người cha đó họ đến đây họ khóc, họ rất là khổ tâm. Nhưng mà thầy chỉ cần, ví dụ như thầy có thần thông trí tuyết, thầy chỉ cần động tâm một chút thôi thì thầy cũng trở thành thầy bói mất rồi, phải không? Nhưng mà đối với cái người mà tu hành dưới đạo Phật, người ta không động tâm đâu. Nhân quả mà, nhân quả của ông này, nhân quả của gia đình ông này mà, ông phải khóc như vậy để trả cho hết nhân quả chứ. Sao lại thầy cổng nhân quả ông cho thầy, phải không các con? Thầy đâu có ngu. Thầy đâu có điên gì mà thầy cổng. Cũng như bây giờ, hai vị bây giờ mấy con nè, có đau bệnh, có nhức cái đầu, thầy chỉ cần ra lệnh là cái đầu của mấy con hết, vì nó thần thông mà, phải không? Nhưng mà sự thật ra, bệnh của các con là nghiệp các con thả, điên gì mà thầy lấy cái bệnh của các con vào trong thánh đài. Nơi coi chừng thầy bảo ra lệnh cái đầu các con hết, nhất cứ nói nhẹ nhất cái đầu thầy sao? Phải không? Thầy đâu có điên, thầy chỉ đau cái đầu. Để cho các con phải trả cái nghiệp của các con chứ. Cho nên có thần thông như là không có thần thông gì. Bởi vì sống trong nhân quả rồi. Thầy biết nhân quả thì thầy đâu có điên gì mà thầy sống hoài nhân quả sao? Mà thân của thầy là đang thân nhân quả nữa, chứ đâu phải thân quả sanh sao? Cái thân quả sanh là cái thân không bị nhân quả. Bởi vì nó quá sanh là không có nhân quả. Còn cái thân mà sanh ở trong ba cái giai đoạn sanh, từ thấp sanh, hai sanh, noãn sanh, là cái thân nhân quả. Nó bị chi phối trong luật nhân quả. Và nó là do những duyên hợp của nhân quả. Còn cái thân quá sanh là cái thân không bị chi phối nhân quả. Nó là tâm lực của một người giải thoát. Cho nên có người hỏi thầy, khi chúng ta tu theo Phật hết rồi thì dâm dục không còn có, thì con người đâu có còn sanh. Thì như vậy thế gian này còn ai? Thôi thầy nói môi trường sống thì phải có con người chứ. Không lẽ mấy ông đó ông tu rồi con để cái thế gian này trống rỗng như thế? Người ta ra lệnh một cái là con người đầy ở bên này hết. Muốn ăn là người ta có ăn chứ đâu phải đi ra cày ruộng chứ có cơ. Phải không? Bây giờ người ta sinh ra trong những con đường sinh này thì phải tới lúa nè, phải làm, phải lụng nè, vất vả mới có ăn. Rồi còn tham muốn cái này kia, muốn có cái chơi này. Quý vị thấy có vất vả không? Vất vả lắm chứ, làm hết sức mới có chứ không kéo đâu có được. Phải không? Nhưng mà đối với người tu mà trong thế gian này tu hết, người ta muốn cho cái xã hội này như thế nào thì nó sẽ có. Người ta muốn bao nhiêu xe hơi nó cũng có nữa. Nó cũng chạy đầy đường hết. Nhưng mà nó không tốn xăng nữa, chứ đừng nói. Đó thì quý vị thấy cái năng lực của một người mà tu chứng quả là rất là vi diệu như vậy. Thế mà con đường của đạo Phật đấy dạch ra cho chúng ta đi đến cái chỗ đó. Thế mà chúng ta đi ham từng cái xe hơi, từng cái nhà lầu, từng cái chùa rất đẹp, để rồi chúng ta bỏ biết bao nhiêu tiền bạc công lao đó mới thành. Còn trong khi đó chúng ta chỉ cần quá thôi, mà chùa cũng đẹp, nhà cũng đẹp. Toàn bộ con người mà quá sanh trong thế gian này không có cái nhà cả. Đi đâu chúng ta cũng thấy nhà rất đẹp, phải không? Vì nhà quá mà, quá sanh ra chứ đâu có gì đâu mà. Còn bây giờ các con muốn cất được cái tòa như thầy rồi cũng tốn 50 triệu chứ bộ ít ra, mà 50 triệu cũng làm dễ à. Phải không các con? Này còn bây giờ ví dụ như
muốn đi xe hơi chơi thì vẫn có xe hơi đi mà, người ta vẫn làm được, cái gì người ta cũng làm được hết mà, đâu có cái gì người ta làm không được đâu. Còn bây giờ người ta đây muốn đi Châu Đốc đâu phải mà đi từ hồi 10 giờ tới giờ mới tới đâu, ngay từ co giữa cái tay người ta đã tới rồi. À, như vậy cái gì thương? Thế mà chúng ta đi tạo cái sung sướng bằng cái giả tạo rất là dứt dạ. Mồ hôi nước mắt của ta đầy ở trên đó mới tìm ra được cái sung sướng này. Còn thầy chỉ cần có 6 tháng tu trong hết thôi mà đã làm được việc này. Chứ đâu phải là đâu, có 6 tháng à. 6 tháng là trong đời này, chứ những đời trước thì tu rất là nhiều rồi. Cái điều đó thầy không thấy, nhưng mà thầy thấy 6 tháng ở trong. Thầy tu 9 năm phải không? Nhưng mà cuối cùng thầy quay trở về nguyên thủy, dùng pháp hướng âm như cục đất, ly dục ra pháp đi, nhập sơ thiền. Thì ngay đó, trong 6 tháng là thầy đã nhập được sơ thiền liền. Từ đó, trong dầm tuần lễ là thầy đã thực hiện được âm. Thì cái chuyện đó, chuyện quá dễ rồi, có 6 tháng à. Mà tại sao bây giờ chúng ta lại tu để mà dài? 6 tháng đó là cái cũng như là cái chín mùi á, là 10 năm trước là để chuẩn bị cho cái 6 tháng đó là thầy. À, thầy nghĩ rằng tu sai bây giờ không có chuẩn bị, nó sai, nó đi lạc đường rồi. Mà nó đúng thì ngay đó nó đã tới. Bởi vì ví dụ như hồi nào tới giờ mình không biết, mình biết mình cái mục đích là như chỗ cái nón đó, mà mình định đi cho tới cái mục đích mà cứ đi lầm vòng ở đây hoài thì đâu có tới. Mà giờ biết rồi, ngay từ đây đi lại đó cái tới, có phải không? Tại vì mình biết đúng đường rồi. Còn hồi đó mình không biết, mình đi lầm vòng, cứ đi lầm vòng cái khu này mà cái chỗ mục đích mình muốn đã kia là chỗ kia. Để con về chỗ kia xếp xong rồi con về đi thẳng. À, đúng rồi, cái đó là thầy nói. Bởi vậy cho nên cứ mình đi lầm vòng như thế này á, thì rõ ràng là không tới, mà chỉ có 6 tháng mà đi thẳng cái tới. Thì rõ ràng là thầy nói thật sự, thầy ngồi thì tu thầy. Các con uống nhanh không? Thì các con sống đúng đời sống thầm hạnh cho thầy đi. Bày một bát xả hết, phải không? Xả hết đi, rồi về đây thầy chỉ 6 tháng đó con đi tới. Chứ là các con xả không hết thì thôi, ngồi trong thất mà các con còn nhớ nhà nhớ chùa thì thôi chắc rồi thầy đối thầy được, bây giờ thầy cũng đi thẳng được. Cho nên con nói với mấy thầy kỹ là ở Châu Đốc các thầy, thầy kỹ cái gì với con, con nói con từ từ cái phòng từ bằng đảo lắm, để phải ta thầy muốn bỏ thì con để thầy về thầy đi làm để thầy đi. Bây giờ muốn tu theo thầy vậy thì bay một bát đi xin ăn ngàn bữa, không ăn uống tùy thời không gì hết. Nguyện nhất định là cái tâm nó lớn như không gian vũ trụ, mà cái thân thì nó ốm cũng như thầy vậy. À, thấy không? Thể khi nào cái thân mập là không bao giờ cái tâm lớn được đâu. Cho nên vì vậy mà đến thầy thì còn có chuyên gia, mà trong khi mới tu thì còn chuyên gia đó, nghĩa là không còn tính cái thân này, phải chết đi mới sống lại một lần. Nếu mà chúng ta còn muốn sống thì chắc không được. Nhưng mà có cái này nữa là làm, nếu mà mình về đây á là phải làm sao thì xứng đáng. Nhưng nếu mà mình về đây á mà mình hết á mà ta đi mình tu á mà mình tu không ra gì á là mình khổ suốt dữ lắm. À, cái đó đúng đó. Bởi vì mình phải suy tư cho kỹ, mình có cái khả năng quyết tâm để thực hiện con đường giải thoát này, để làm cái ngọn đuốc sáng cho Phật giáo, để làm cái gương hạnh cho Phật tử, người ta soi. Thì lúc bây giờ quyết định là chỉ có một đời nay là phải làm cho được. Thì thầy nói là quyết định đến đây, thầy cho một cái thất ở, sống độc cư trọn vẹn. 6 tháng độc cư không được nói chuyện ai hết, hoàn toàn sống một mình, không lao động, không quét, không dọn gì hết, ngồi không. Nhưng mà chịu nổi đó, thì tức là người đó sẽ 6 tháng thành tựu. Còn ngồi không mà chịu không nổi đó, thì coi như là 6 tháng rồi. Phải trong 6 tháng chứ chưa được 6 tháng đâu, chừng trong vòng 1 tháng là đã bay rồi. Chị không thấu. Nó đơn giản như vậy đó, mà độc cư nó khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mình còn độc cư mình sống một mình mà đọc kinh sách nghe băng đồ thì nó không độc cư đâu. Không, mà còn lao động cũng chưa độc cư đâu. Mà độc cư ngồi không mới độc cư ạ. Ở đây mà ngồi không mà cái người nào mà chịu nổi á là cái người đó tâm phải ly dục ly ác pháp, chứ tâm không ly dục ly ác pháp là không chịu nổi. Ngồi một chỗ chứ tâm nó phóng dật dữ lắm. Nó phóng dật hơn là cái người ở ngoài đời. Thầy nói thật sự mà. Ngồi không rồi coi thứ coi nó phóng dật kinh lắm chứ không phải tưởng được. Còn mình còn lao động, còn làm cái này còn kia nọ thì cái tâm không thấy phóng dật. Phật thầy có nghe dòng một trường thích thiện và một trường chuyên tu. Như vậy thì những gì tu sĩ nào thích thiện như con hiện nay chẳng hạn, rồi một thời gian chuẩn bị được để vào chuyên tu các thầy,
Vì vậy con khi đang xuất hiện đó là con phải giữ gìn như thế nào để không dính danh sinh dính lợi và có được lợi ích thiết thực. Trong cái dòng tiếp hiện đó thì những bậc a la hán lãnh đạo dòng tiếp hiện, người cư sĩ là những người tiếp hiện, nghĩa là người cư sĩ là những người tiếp hiện, còn những tu sĩ thì đều là trở về quay về hướng chuyên tu. Còn những tu sĩ lãnh đạo, những tu sĩ mà lãnh đạo tiếp hiện là những bậc a la hán. Thế chứ những người mà chưa chứng quả a la hán mà tiếp hiện sẽ bị danh lợi lâu cuốn mất, rất là nguy hiểm. Phật Thầy, như vậy thì con nên đi vào chuyên tu chứ không nên làm gì khác. Theo Thầy thiết nghĩ như vậy là mới đúng. Để cho những người người ta chứng quả lá, người ta lãnh đạo, cư sĩ để tiếp hiện. Bởi vì cái gương hạnh của những người cư sĩ đó, có những người tu sĩ đó, họ là gương hạnh đạo đức, không làm khổ mình của người. Và họ sống với các cư sĩ để làm dòng tiếp hiện đó, thì các cư sĩ mà gần bên họ có lợi ích rất lớn. Còn chúng ta chưa chứng quả lá, chúng ta còn nhiều sơ sót. Nhiều sơ sót làm cho những người Phật tử sống xung quanh mình, họ sẽ có những sự nguy hiểm, mất tính tâm. Cho nên nguy hiểm lắm. Vì vậy dòng tiếp hiện chỉ có những bậc A-la-hán lãnh đạo. Còn dòng chuyên tu thì những tu sĩ thì trở về dòng chuyên tu hết. Thì như vậy là đúng. Con có nói với Phật tử, nói chuyện tài thì không có muốn ở chuyện con Phật lớn thì muốn ở với chuyện tài. Thì đó là cái duyên của con nó chưa có phòng. Theo Thầy thiết nghĩ thì thứ nhất là chùa tranh vết lá là đúng đó, đúng cái tinh thần của một vị tu sĩ Phật giáo đó. Nhưng chúng ta nên thực hiện để rút ráo trong một đời này, để không được thân người là khó, mất thân rồi khó tìm lắm, không phải dễ. Nghĩa là khi mà tu xong rồi đó, mới nhìn lại quá khứ của mình đó, mới xem thấy từ khi Đức Phật đản sanh cho đến giờ, rất nhiều người cư sĩ trong thời Đức Phật được nghe Pháp, mà cho đến giờ này chưa được làm người. Được nghe Pháp Phật giảng đó, mà không chịu tu đó, đến giờ này chưa được làm người. Có người được làm người, được nhớ lại Pháp Phật, đó là một điều hy hữu. Có người được làm người mà không nhớ lại được Pháp Phật. Có người đã được làm người, đã được nhớ Pháp Phật, biết tu mà lại muốn tự tử, rất uổng nên bạch thầy. Tự tử. Một cái người mà biết được Pháp Phật, theo công dân hỏi, phải không? Một người tu sĩ mà họ buồn cái gì, họ muốn tự tử, thì nó còn uổng. Tại phải tận dụng cái thầy, cái thân người quý giá này để mình tu mới phải. Công dân muốn nói, một người có cái thân này mà tự tử á, thì thật ra là họ có cái thân mà họ tự tử á, thì thật uổng á, đúng là thật uổng. Bởi vì cái thân rất quý mà, chỉ có con người mới có được cái trí tuệ, mới phân biệt thiện giả. Và vì vậy mà cái con người mới có đi vào con đường thiện để thực hiện con đường này. Còn nếu mà không làm con người như một con thú vật khác á, thì nó đâu biết phân biệt được thiện ác, cho nên nó sống theo bản năng tự nhiên của nó. Cho nên toàn ác nó cũng không biết, thiện nó cũng không biết, nó chỉ tự nhiên. Còn con người của mình có cái trí tuệ phân biệt ác, thiện, phải trái biết. Do vì vậy mà chỉ có con người mới có thể giải thoát được mà thôi. Mà bây giờ lại vì thất tình, thất vọng một cái điều gì mà tự tử, thiệt là cái người ngu si không có chỗ nào nói. Mất thân này rồi thì cái tự tử này còn được nữa không? Còn được một lần tự tử nữa không? Hay là sinh vào con thú vật, chỉ còn biết cắn lộn nhau mà dành ăn thôi. Cho nên quá ngu, được thân này phải đi tìm một cái đường lối như thế nào, một cái lộ trình như thế nào để mà chúng ta đi trên lộ trình đó. Như bây giờ quý Phật tử vượt đường xá xa xôi như thế này, trong mưa bão như thế này mà đến đây là mục đích đi tìm con đường hiểm chứ. Nhưng Đức Phật đã dạy cho chúng ta có hai lộ trình mà, một đường thiện và một đường ác. Quý vị đạo Phật tử đang sống trong con đường ác và con đường thiện, nhưng con đường thiện thì mình chưa rõ, con đường ác thì mình cũng chưa rõ. Bây giờ được một vị người ta đi qua được con đường này, người ta biết đây là con đường ác, đây là con đường thiện. Con đường thiện như thế nào, con đường ác như thế nào, người ta chỉ cho mình biết từ đây về sau mình cứ đi trên con đường thiện. Ai dạy gì mà đi trên con đường ác, phải không? Cho nên ở đây quý vị đã vượt đường xa xa xôi mà đến đây như vậy là chọn lấy con đường thiện, đừng nên chọn lấy con đường khác.
Từ đây về sau chúng ta sống không làm khổ mình của người, tức là quý vị đã chọn lấy con đường thiện mà đi. Và con đường đó sẽ đưa quý vị đến giải thoát hoàn toàn. Quý vị không còn tự tử. Tự tử tức là quý vị tự sát, quý vị tự làm khổ mình. Thì như vậy quý vị họ lấy sự đau khổ đó, chứ có lợi ích gì đâu. Cho nên người có thân mà tự tử là một điều rất là uổng, rất là quý. Cũng như mà có viên ngọc quý mà chúng ta lại ném đi. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái thân này là thân vô thường, nay mất mai được, không được đâu. Đức Phật ví dụ, một điều ví dụ mà chúng ta nghĩ rằng được thân người là khó. Như con rùa mù mà tìm bọng cây giữa biển. Chúng ta thử ném một cái bọng cây ở ngoài biển, rồi chúng ta thả một con rùa, bảo mày đi tìm đi, thì thử hỏi con rùa mù nó tìm chỗ nào được. Không bao giờ được. Như vậy lời nói của Đức Phật có nghĩa là được những người khó quá. Khó, khó thật khó. Và chúng ta nhìn thấy, như bây giờ các cư sĩ ở đây, Đức Phật có cho chúng ta 5 điểm. 5 điểm để thực hiện được con người. 5 điểm tức là Đức Phật đã cho chúng ta thọ 5 giới cái gì? Phải không quý vị? Ai cũng biết 5 giới hết gì. Nhưng ở đây quý vị, người nào đã giữ đúng 5 giới? Nếu quý vị giữ không đúng 5 giới thì quý vị chưa được làm người đâu. Phải không? 5 cái điểm. Cũng như bây giờ thầy đi thi tú tài nè. Mà bây giờ người ta cho thầy 120 điểm đậu nè. Bây giờ thầy mới có 100 điểm là người ta cho thầy đậu được. Phải không? Đâu có đậu được. Thì như vậy quý vị có giữ được 4 giới mà còn 1 giới quý vị cũng chưa được làm người. Như vậy khó thật mà. Đâu phải vậy. Còn thánh chúng sinh làm sao làm được? Làm được 5 cái điểm này. Cho nên Đức Phật nói muốn sanh lên quả trời thì phải 10 điều thiện. Mà muốn làm người thì 5 điều thiện, tức là 5 giới. Quý vị thấy chưa? Khó không? Như vậy là quý vị, các con thấy ở đây các con thấy như thế nào? Và nhiều khi các con chưa ăn chay được nữa mà con ăn thịt chúng sanh mà làm sao mà làm, muốn làm người đó được. Phải không? Sẽ làm chúng sanh đó chứ. Cho nên đạo đức nhân quả thầy nói như thế này. Vì sự sống sao ta nở sống trên sự đau khổ của loài vật đó. Các con có thấy không? Một lần các con ăn miếng thịt. Sao vì sự sống của các con ăn miếng thịt. Nở lòng nào ăn miếng thịt. Phải không? Các con có nở lòng không? Người tu sĩ người ta hiểu biết. Cho nên vì thế mà người ta không nở lòng nào người ta ăn thịt. Chứ không phải người ta ăn chay. Người ta đâu phải con bò. Con bò nó cũng ăn chay, nó ăn cỏ, nó có thành mật được sao? Nhưng mà vì không nở trên cái sự đau khổ của loài vật khác mà chúng ta ăn thực vật, không ăn động vật. Đó là cái tâm niệm của những người tu theo Phật giáo. Còn những bà la môn dạy chúng ta ăn chay như con bò ăn cỏ, cho nên chế ra nào là thịt heo, thịt bò bằng đậu hũ cái gì, đó là con bò ăn cỏ. Họ ăn chay kiểu đó là con bò ăn cỏ. Bởi vì Đức Phật dạy ăn không thấy, không nghe, không nghi, phải không? Ăn mà thấy miếng thịt, dù là miếng đậu hũ, làm giống cái đùi gà, làm giống miếng thịt heo, nhưng chúng ta nhất định là người tu theo đạo Phật không ăn, vì đó là đau khổ của loài vật. Phải không? Như vậy mới là người ăn chay của đạo Phật. Còn người ăn chay của Đại Thừa thật sự ra làm những đồ ăn giống như đồ mặn, thế mà các thầy ngồi ăn vẫn ngon như thường. Như vậy rõ ràng là ăn mặn chứ đâu phải ăn chay. Phải không? Như ăn vậy thì đâu đúng không? Không đúng. Thầy nói không đúng đâu. Cho nên ở đây thầy nói rằng, người ta nói rằng trong kem đánh răng có người ta làm mỡ heo trong đó. Nhất định thầy không dùng kem đánh răng. Người ta nói đã nghe tức là không dùng. Phải không? Chứ không phải không thấy mà dùng. Nghe nói là không dùng rồi. Bởi vì trong đó có sự đau khổ. Người ta chắc ra mỡ của con heo, của người sống, của sự đau khổ đó. Người ta làm ra cái này để chúng ta đánh răng. Chúng ta sung sướng lắm. Làm cho hàng răng chúng ta đẹp bóng. Trong khi có sự đau khổ trong đó chúng ta không làm. Cho nên thầy lấy than, lấy muối, thầy đánh răng tốn sạch dễ vậy. Mà khỏi tốn tiền mua. Phải có lợi. Phải không? Đó, đối với người tu sĩ đạo Phật, hãy ai nói cái gì mà trong đó có sự sống chết là nhất định. Là không sử dụng thế đó. Cho nên ví dụ như dài dép vuốt bằng da của chúng sinh không? Không xài. Nghĩa là bằng mũ cao su thì xài, bằng nhựa thì xài, chứ bằng da bằng này kia là không xài. Bởi vì trong cái đó chúng ta nhìn thấy có sự đau khổ. Vì sự sống của mình, sao mình ở sống trong sự đau khổ của người khác, của người khác? Chúng ta không làm. Đó, như vậy mới thực sự là người tu của đạo. Đạo đức mà, nhân quả, không làm khổ mình của người, thấy sự đau khổ, tại sao mình còn làm? Như vậy mới là đạo đức. Còn nếu mà chúng ta không đạo đức, thì chúng ta sống bừa bãi trên sự đau khổ của người khác, của người khác.
Đã còn hiểu chưa? Đó là cuộc sống đạo đức. Và từ cái chỗ mà từ đạo đức này chúng ta sẽ đi đến thiền định. Rồi từ thiền định đó chúng ta sẽ thấy à, cuộc sống này hoàn toàn không có gì. Chỉ là một môi trường nhân quả, môi trường sống của nhân quả. Rồi từ đó nhân quả nó diễn biến như một cái một diễn kịch trên sân khấu mà thôi. Không có cái gì của mình trong đó. Khổ vui buồn giận đều do nhân quả chi phối tất cả mọi cái này. Rồi mình lầm chắc, mình cho đó là mình khổ, mình đau, mình đớn này kia. Cho nên hãy hỡi đầu cái chạy bác sĩ. Đau cái tay thì kêu bác sĩ. Thấy không? Còn cái người người ta tu, người ta thấy đó là cái trò của nhân quả mà. Hơi nào mà chạy, mà không hơi nào chạy cái tâm bất động. Mà tâm bất động thì cái đó nó hơi. Bởi vì nhân quả nó chi phối theo cái sự động của nó. Mà bất động thì nó không chi phối được. Mà không chi phối được thì mình giải thoát. Có phải không? Các con thấy cái nào chứ? Chính cái tâm bất động là sung chính nhất. Đó thì các con thấy như trong cái cuộc đời tu hành, chúng ta biết rất rõ Phật Pháp là như vậy. Nhưng vì nó đi ngược lại cái đời sống, cho nên nó khó. Nhất là cái đời sống mà vật chất trong thời đại này, thì người tu sĩ chúng ta tu quá, các con tu quá. Bởi vì nó cám dỗ, vì cái vật chất nó cám dỗ cho chúng ta có những cái tham, những cái ham muốn nó làm chúng ta liền không được. Thời Đức Phật thì vật chất ít, cho nên người tu có thể dễ. Thế mà Đức Phật tịch rồi, bắt đầu người ta cũng đắm đuối ở trên vật chất. Cái vật chất trong cái thời đó nó không có, thế mà người ta vẫn đắm đuối, cho nên người ta phân hóa ra. Người ta phân hóa ra, người ta chế giới ra, người ta bẻ dụng giới ra, để người ta chai theo dục. Cho nên vì vậy, cái Phật giáo chân chính nó khó sống phải. Bởi vì nó đi ngược lại dầm đặc. Còn cái Phật giáo Đại Thừa, nó đi vào cái dầm đặc. Nó nhập thế tục. Vì vậy mà nó nhập riết mấy ông thầy tu chế giới thôi. Không còn ra gì. Tại cái nguyên nhân mà tại sao bây giờ có người dạng tu sĩ mà không có người tu sĩ, nguyên nhân đó phải là vì chữ pháp bị biến mất cái bậc thầy. À đúng rồi, chính pháp bị biến mất giới luật của Phật. Không còn một tu sĩ giữ gìn giới luật thì làm sao mà chính pháp không biến mất? Giả lại chúng ta cũng không biết đường tu nữa. Bây giờ đó, thật sự ra nếu mà chúng ta tu mà không có một hiện hữu tri thức, lơ mơ là chúng ta bị ức chế. Bây giờ như quý vị Phật tử này, cái tâm của mình chưa xả cuộc đời, chưa có một cái tư duy chính đắn, chưa có sống đúng cái đạo đức ly dục ly ác. Quý vị vô đây quý vị thấy nghe tu có 6 tháng à, tiếng qua là ngon lành thôi. Quý vị bỏ hết vô đây tu, nỗ lực với cái tâm tha thiết thật sự, nhưng mà cái tâm nó còn càng đầy ở trong cái tham dục nó đây như này. Tức là quý vị vô trong thất là trong 3 bữa là quý vị bị ức chế nó liền. Sai rồi, tu sai rồi. Cho nên từ đó quý vị biết hãy thầy thông dân nói 6 tháng đó là thầy đã chuẩn bị như thế nào. Chuẩn bị cả một cuộc đời của thầy, từ khi còn là một chú điệu 8 tuổi, rồi đi học, rồi đến ngày mà ra tu viện chân không, tu với hòa thượng Thanh Từ. Từ đó xả bỏ cho đến khi mà vào thất mà 9 năm trời quan là cả không đó. Nghĩa là sống mỗi lần mà có cái tâm khởi lên ham muốn thì có cái sự quyết định nhìn thấy lời của hòa thượng năm xưa. Hòa thượng nói Phật pháp còn chỉ có một, còn một người tu chứng. Thế mà bây giờ nhìn chung Phật pháp chưa có ai tu chứng, tại sao mình lại còn ham muốn cái đó? Phải làm những cái điều này, nhắc nhở tâm mình như vậy để rồi bền chí trong 10 năm mà đọc kinh trong pháp mới chịu nổi. Chứ nếu mà không có một cái hình ảnh lớn đó thì chắc chắn mình chịu gì nổi. Ví dụ tâm tham muốn ai cũng có thể bung ra để mà tham muốn mà. Cho nên vì vậy mà cứ mỗi lần mà cái tâm khởi ra có sự ham muốn nào thì nhắc Phật pháp còn là còn một người tu chứng. Tại sao chưa có người tu chứng mà mình còn muốn đi ra? Cứ nhắc như vậy mà ôm chặt mãi đến khi mà nắm được pháp nguyên thủy, thấy được pháp như lý tất ý, từ đó mới thấy được rõ cái con đường của đạo Phật giúp cho mình cứ đúng đúng mới thấy. Nhưng mà trải qua cái thời gian cả một cuộc đời như vậy đều là ly dục. Thậm chí như lúc mà thầy ở Ấn Quang, Hòa thượng Thiện Hòa đề nghị thầy sẽ đi ra lập luận án tiến sĩ ở Nhật Bổn hoặc là bên Đại học Nalanda, giúp đỡ giáo hội lúc bây giờ giúp đỡ thầy đó. Cái danh ngon quá mà, cái miếng ăn rất sướng mà. Thế mà nghe thầy Thanh Từ mở tư viện chứ không,
đi tu giải thoát, thì xả bỏ liền cái danh liền. Thầy chân thành, đồng thời bạn bè của thầy, thầy đi, còn thầy không đi. Bây giờ là thầy làm phó tăng thống ở ngoại quốc đó. Ngon lắm chứ đâu phải là thầy chân thành bây giờ đó. Bởi vì vừa rồi thầy Minh Thành ở quan á, thầy chưa chết á. Khi mà thầy về thăm á, thì thầy về thăm khách trước, khách sau thầy chết. Thầy về thăm rồi tới thầy chết, thầy cho thầy một bộ giới đức làm người đó. Thì lúc bây giờ về thăm thầy Minh Thành mới nói, tôi đi qua bên đó tôi gặp thầy chân thành. Trời ơi, ông ta bây giờ làm lớn ngon lắm, đâu phải như mình ở bên đây. Thầy nói lớn ngon gì không biết, nhưng mà thầy hãy đọc cái bộ giới đức này đi. Thầy, lúc mà con đến chùa Ấn Quang, con chưa hỏi nha. Hòa thượng Minh Thành á, mới hỏi nhà con mình cái gì cái đốc cái từ xa nghe nhà mất. Độc ngọt đó chị. Đấy là cuộc đời tôi thường tạm bảo. Đúng vậy. Mới nói chuyện vui vẻ đó là quá không sao. Đó là có duyên còn gặp ông. Thầy xuống đó một tháng, thầy cho ông rồi sau thì về này thì cách tháng sau thì ông hết. Đúng là thầy biết rằng ổng dạy về giới, ổng viết về, ổng soạn về cái bộ giới. Nhưng mà ổng có soạn về giới đức làm người, giới đức làm thánh. Cho nên thầy mới đưa ra, thì bữa gặp ổng thì ổng nói như thầy như thế này nè. Tôi chưa có biết cách nào mà dạy về, tôi biết ở trong kinh giới thì có nói rằng cái đức giới. Nhưng mà chưa có biết khai triển như thế nào, sao lại thầy mang đến cho tôi như thế này. Tôi nói chính đây là cái giờ phút cuối cùng để nhắc nhở thầy cái con đường mà soạn kinh giới. Nhưng mà trong ly đó thì thầy mới hỏi thăm sức khỏe thầy, mập, cơ thể thầy mập khỏe như vậy, cái sức khỏe của thầy kém lắm. Ông nói, tôi bị đau tim. Thầy nói tôi chừng thầy tịch bây giờ. Ông nói chưa đâu, tôi ráng, ráng để xem hết bộ sách của thầy rồi mới tịch mới được. Thì nói chuyện, vấn đề nói chuyện chơi nhau thôi. Nhưng mà thời sự tháng sau thì chắc chắn cả ông đọc chưa hết nữa. Bởi vì công việc rất nhiều, không thể đọc. Có thể mà đọc cái lần tựa thôi, chứ còn chắc chưa có đọc nữa. Rồi. Thì các con biết đó là một sự vô thường. Cũng như hôm nay chúng ta gặp nhau đây, ngày mai chúng ta biết còn chưa chắc đâu. Cho nên tuổi đời chúng ta, những người mà lớn tuổi, chúng ta sẽ sắp sửa đi. Thầy hiện giờ nếu mà thầy không đủ cái năng lực phục hồi cơ thể, thầy cũng đi rồi. Bởi vì ăn ngày bữa, các con, từ ngày mà tôi đến giờ mà về trên cảng bàn Tây Ninh này cho đến giờ là ngày ăn một bữa. Cơ thể luôn luôn lúc nào cũng vừa đủ để sống không thừa. Mà lỡ có một trận đau là kể như là cái sức đề kháng không có, nó không thừa thì nó làm sao nó có đủ sức đề kháng. Cho nên nó hoại diệt cơ thể rất nhanh. Cho nên có một lúc năm rồi, có một lúc thầy bị cảm, từ đó sức đề kháng nó không có và làm việc rất nhiều, cho nên đề kháng không có. Do đó từ 40 kg thầy tụt xuống 35 kg, luôn luôn lúc nào cũng dễ chóng mặt. Như vậy là thầy thấy rất là nguy hiểm. Và đồng thời khi mà thầy ho thì thầy khạc ra máu. Nếu các con thấy ghê luôn. Tất cả các thuốc bác sĩ đều cho không hết, không trị hết. Cho nên anh 9 kg là một bác sĩ, ông nói với thầy như thế này, cô Cúc Hương cũng có trị. Rồi anh 9 kg cũng anh chị anh, khi mà anh cho thuốc anh ấy, chỉ có anh cứu anh thôi chứ còn trời cứu anh được. Nghĩa là ông muốn nói bây giờ anh ráng anh ăn cho nhiều thì nó đề kháng rồi thôi chứ còn cứu anh. Thầy mới nói thôi bây giờ nó Phật tử với cô Úc đã thấy rồi, thuốc không trị. Thì thầy chỉ còn có cách thầy như anh Chính nói, thầy cứu anh thôi. Thấy không? Thì bây giờ thầy cứu thầy chứ. Nhưng khi mà thầy công việc của thầy còn dở dang chứ phải thầy làm xong thì thầy đi nó cũng vừa. Thầy đâu có tiếc cái thanh tứ đại này đâu, nó là cái thanh nhân quả. Cho nên thầy nói thôi bây giờ bước mà giữ cửa thắt, thầy sẽ phục hồi trong một tháng. Mà mỗi ngày á thì cô Út buổi trưa mỗi ngày cho thầy thêm nước cam. Nghĩa là bữa ăn của thầy phải cho thêm một ly nước cam. Thanh tươi đó, một ly nước cam hoặc là một ly sữa. Thầy chỉ xin thêm vậy thôi, còn bình thường chúng ăn sao thì ăn vậy, đừng làm gì khác nữa, chỉ thêm thôi. Thì trong vòng coi như là từ sáng đến chiều thầy phục hồi là thầy khạc không ra máu nữa. Thầy đến mức độ đó thì quý vị thấy 15 ngày thầy lên 43 kg, từ 35 kg mà tăng lên 43 kg, thì quý vị biết rất rõ thầy chỉ không có bao giờ mà thầy nhập ở trong định thiền định nào cả. Thầy chỉ ở trong cái trạng thái bất động tâm mà thôi, nghĩa là thanh thản an lạc như
tâm thầy luôn luôn lúc nào nó cũng giữ gìn ở trong cái trạng thái đó. Nghĩa là thầy ở trong cái bất động tâm định, do đó thầy chỉ hướng tâm cái cơ thể phục hồi. Vì thầy còn nhiệm vụ nhiều lắm, chưa nên bỏ lại cái gì, phải phục hồi lắm. Cái phổi phải phục hồi lành lặn, không có được bệnh. Thầy chỉ ra lệnh, thỉnh thoảng thầy cứ nhớ thầy nhắc tới, chỉ trong vòng từ sáng đến chiều là cái bệnh dứt liệt, không còn có một chút xíu gì đó. Rồi bắt đầu từ đó phục hồi là cơ thể, trong vòng 15 ngày là lên 45 tiếng, 43 tiếng. Quý vị thấy, khi mà thầy ra, khi mà một tháng xong thầy ra đó, mặt hồng hào, đỏ tươi là hết, ai cũng thấy thầy không còn bệnh nữa. Thầy nói thật là màu nhiệm, đúng là pháp của Phật màu nhiệm thật, dám phục hồi cơ thể của mình, dám trị được những cái bệnh, quá khó. Bệnh của thầy kể như là, như cô Cúc Hương với bác sĩ Ký thì nói đó là bị lao phổi trở lại, di trùng đề kháng, cho nên không có thuốc trị. Họ dám xác định như vậy mà, cho nên bây giờ chỉ còn sống để mà chờ chết thôi. Nhưng mà thầy cũng như là thầy làm chủ được cái bệnh, thầy làm chủ được bệnh, mà bệnh rất khó chứ không phải bệnh dễ. Ví dụ như đó là cái bệnh rất khó, di trùng đề kháng, đâu phải dễ. Thì như các con thấy, người tu hành người ta sẽ đẩy lui tất cả những cái bệnh khó trong cơ thể. Cho nên vừa rồi thầy sắc tứ ở tâm dạng khi bị ung thư, mà ung thư bên trong chứ không phải ung thư ở ngoài, thì đau nhức khổ sở vô cùng, cũng cái tuổi cũng lớn, nhỏ hơn thầy. Thầy kêu thầy sắc tứ về, thầy rất thương những người tu dạng gặp những cái bệnh khó. Thầy chỉ trao cho cái pháp để cho thầy tự cứu thầy. Thầy cho một cái pháp ở đây cho ngày ăn bữa, không có bồi dưỡng thêm gì. Thầy nói với thầy, bây giờ cái thọ của thầy là cái bệnh ung thư, thầy phải tác ý một cái tướng khác của cái thọ đó, và thầy ôm thầy ôm cái pháp như lý tác ý đó, thầy ôm cho chặt, lúc nào thầy cũng tác ý ra, khi nó đau, càng đau thì thầy tác ý ra, thì thầy sẽ vượt qua cái thọ, nó sẽ tận cùng là thầy sẽ phục hồi cơ thể, thầy không bị ung thư. Nhưng mà thầy sắp tứ thì nhát ra. Thầy vô Đông Thất trong vòng 3 bữa. Những ngày đầu thầy còn ráng, bữa sau đau quá thầy chịu không nổi. Tâm thầy nó cứ bám theo đau mà nó không bám theo câu bắt nước. Cho nên do đó thầy xin thầy về chùa để thầy dưỡng bệnh mới được. Thầy nói thiệt ra thầy tìm cái chết chứ không phải là tìm cái sống. Chứ thầy mà quyết tâm ở đây, từ một tuần lễ cho đến một tháng thầy sẽ phục hồi. Phục hồi hoàn toàn với cái pháp như lý tác ý, mặc dù thầy chưa có định, tâm thầy còn phản bội, nhưng mà thầy tin rằng tâm đừng dao động, ôm chặt pháp, coi như mình chết trong bệnh này thì thầy sẽ cứu thầy. Nhưng mà thầy yếu quá, cho nên khi mà thầy xin đi, thầy nói thầy yếu quá, chứ còn như thầy á, thà là chết ở trong cái pháp hướng của Phật để mà sống ở trong cái sự giải thoát, chứ không để cho nhân quả làm chủ mình như vậy. Đúng là nhân quả chi phối của nghiệp, mà chuyển không được bằng cái pháp hướng, mà chuyển không được thì bị nhân quả chuyển, bị nhân quả chuyển là phải rút đi bỏ pháp. Bây giờ về chùa làm sao ôm được, ở đây mà ôm không nổi, có thầy mà ôm không nổi. Bước vào cái từ trường này coi như là có một cái từ trường của thầy trợ lực, thế mà đi ra nó còn đau hơn nữa, chứ đừng nói bước ra khỏi là đau hơn nữa, chỉ còn có nước mà về mà chịu chết thôi chứ không còn. Ở đây thí dụ như ở đây cái từ trường mà của thầy ở đây á, bước vào đây một người mà bị nhức đầu thì thay vì ở ngoài nó sẽ nhức 10 lần, vô đây nó chỉ còn 5. Mà dùng pháp hướng nữa, tâm không dao động nữa thì nó giảm xuống liền. Thế mà người ta không chịu nổi. Chứ từ trường ở đây nó trợ giúp cho quý vị tu, chứ còn thầy thật sự thầy không có giúp được gì nữa. Vì cái thiện pháp ở đây sống trong giới luật, cái giới luật đó nó sẽ có cái từ trường của giới luật, cái thiện pháp đó. Cho nên bước vào cái từ trường của thiện pháp, các con sẽ thấy mát lạnh, các con sẽ thấy cái nhẹ nhàng của tâm hồn. Còn cái từ trường mà chỗ đó nó không có cái thiện pháp á, nó sẽ không có mát lạnh đâu. Nhưng một cái người mà mang những cái tâm đầy mà ác, mà vào cái trường thiện bị đẩy lui, nó không phù hợp, nó bị đẩy lui. Như vậy là cái ý nghĩ thiện ác của mình cũng tạo ra cái bị từ ảnh hưởng xung quanh nó rất ảnh hưởng cho sinh mệnh, mặc dù mình không thấy nhưng rất ảnh hưởng.
vậy là mình nghĩ cái điều gì mà khổ cho mình, hoặc là mình nghĩ cái điều gì tội lỗi là mình đã làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Đúng đó. Ở vậy vô tình mà mình đã làm ô nhiễm môi trường. Cái từ trường của mình, cái nghĩ đó nó có cái từ trường không? Thì như vậy một người còn sẽ nên sống trong một đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, còn những người thanh tịnh thì dễ tu hơn, tại vì được ảnh hưởng từ trường tốt hơn. Đúng vậy, cái đó là cái đúng. Bởi vì cho nên trong cái thời Đức Phật, nhờ cái từ trường của Đức Phật, các chúng tỳ kheo nương vào đó thực hiện phạm hạnh, cái từ trường của phạm hạnh của các vị tỳ kheo tỏa ra, người sau đó tiếp tục thì nó rất tốt. Nhưng mà người nào mà sống mà có ác tâm thì cái từ trường thiện nó đẩy lui ra, người nó không sống gần đó được. Tuy nhiên là nói là cũng như là con tướng thanh tịnh mà khó, nó không có khó cái gì này được, cho nên thầy luôn luôn hiện. Vì vậy mà các sư thấy là khi đó thầy, lúc mà thầy Chân Quang, tức là thầy Thông Quyển đó, về ở với thầy á, thì lúc bây giờ thầy về với hòa thượng, rồi hòa thượng cúng cho thầy cái khu đất ở trước hả, thầy đưa thầy Chân Quang ra ngoài đó, rồi nhà nước đuổi thầy Chân Quang cái gì đó. Bây giờ Chân Quang ở ngoài kia, còn thầy á thì ở đây, thầy lúc bây giờ thầy nghĩ rằng chỉ còn cách thức là giữa thầy với hòa thượng họ cá nhau lại, đem giới mình về hướng quản cho những bậc chuyên tu, những bậc quyết tâm tu vậy, thì thầy là người giúp sau lưng hòa thượng đi giúp cho hòa thượng tính hình thiền tông Phật giáo Việt Nam, nhưng không được, đi chung sinh không được. Khi mà thầy, khi mà giao đất cho thầy, thầy đem qua thầy cấp hơn 20 đất cho thầy, tòa nhỏ nhỏ như ở đây vậy, thầy cấp làm giám sức thêm. Thì lúc bây giờ đó, chúng ở trong thường chiếu đăng ký ra ngoài đó hết, làm giao đoạn thường chiếu, coi như bỏ thường chiếu đi. Hòa thượng bắt đầu cắm không và chú ra phải hết. Từ đó anh nhìn cái sự đi dần. Bởi vì mà nói dục pháp bất khả cho đủ tùy được như thế này là quá, cho nên mình tươi sống. Và bây giờ thì thầy ở đây thầy đem giới luật thì dạy, nhưng mà vì cái thói quen của người ta đã sống thói giới luật, cho nên chúng về đây có cứ đợt mỗi đợt gì về thì cứ 30-40 người, 20 người, 10 người, nhưng mà sống thời gian chịu giới luật đấy, nhất là đặc cư đặc biệt, cho nên người nào thói thì cứ rút về sang chỗ này không có bắt buộc ở. Mà thầy cũng không rộng rãi thêm, nghĩa là ở giữ gìn giới hạnh được thì tu, giữ gìn được về, không có mắc buồn người ta phải ép mình để tu đến đây thì làm gì, cho nên biết bao nhiêu người về đây, có người đến đây 3 bữa đi, có người đến đây 1 đêm sáng ra đi, thầy nói như vậy là đủ, cho nên rất đông nhưng mà không có ở đây. Nhưng mà thầy nói đây là một cái chùa của đại thừa, thầy chỉ cải biến nó lại thôi chứ còn không chưa phải cái người gì. Nó cái môi trường đúng cho tu sĩ tu á là phải ôm bát đi kinh, ba y một bát, người nào mà trong thất có đồ dư là lâu quăng ra ngoài hết theo luật của Phật. Hai, ba y một bát mà thừa một y là phạm giới đó. Thầy nói thật sự quăng hết như vậy là lìa cái tâm tham của mình mới ly cái tham được, còn mình còn thừa đó tức là còn tham, chứ đừng nói nội, thầy nói nội cái chuyện đó, quăng hết đồ ra hết, muốn tu vậy thôi, còn không muốn tu cứ về đây làm cư sĩ chứ không phải mặc áo này mà vô đây làm chuyện gạt thiên hạ được. Thầy nói thật sự làm cho đúng. Thầy bây giờ tu sĩ họ đang chuẩn bị cho thầy cất một cái khu vực chuyên tu ở ngoài, nghĩa là xin phép được cái khu an dưỡng, xin phép được cái khu an dưỡng, thì họ sẽ xây từng hang đá cho thầy. Thầy bảo họ cất những cái chòi canh vít lá gì, họ nói không được, tụi con là những kiến trúc sư, tụi con phải làm một cái cơ sở cho Phật giáo thật sự mà quý thầy tu cho đúng, tụi con sẽ xây từng hang đá. Cái này đâu phải của quý thầy đâu, của Phật tử của chúng tôi. Chúng tôi làm cho quý thầy tu, quý thầy cứ ở, chúng tôi mỗi hang đá đều có phòng vệ sinh, phòng vệ sinh an toàn, mà đó là cái hang đá chúng tôi. Trời kéo đá lại chúng tôi, ghép lại thành cái hang đá. Chỗ nào không có đá chúng tôi kéo lại, còn chỗ nào có đá thì chúng tôi làm từng mỗi vị tu đều là hang đá. Chúng tôi tổ chức cái chỗ chúng tôi sẽ cúng dường con chủ gì. Bây giờ có thí dụ, bây giờ đó mình có 10 người thì tới đúng ngọ đúng giờ mình đi ôm bát ra cái chỗ đó, người ta sẽ xuất bát xong rồi mình về. Thầy thì điều khiển người nào mà thừa y thừa áo thừa thuốc ở trong thất thầy quăng ra hết. Thật sự mà thầy biết định thầy làm cho các sư các thầy sẽ là không còn mang cái tâm tham vô trong này được, mà hoàn toàn là không tham được mà.
như vậy nó mới ly chứ đâu có phải. Còn nếu không kỷ luật như vậy, còn bây giờ tôi không được thì tôi chịu cứ quý thầy cứ ra đi chứ đừng ở trong này mà để làm mang tiếng cho Phật giáo. Tha là tu là tôi khỏi tu, Phật tu mà không tu thì thôi. Phật tử người ta hàng ngày người ta làm từng mồ hôi nước mắt, người ta phải cúng dường cho chúng dân mình thôi. Đây còn nói cho quý sư thấy rõ ràng tại sao cái cơ thể này nè mà các cư sĩ họ không nghề trong mưa nắng như thế này mà họ rồi đến đây sơn vết làm cho đẹp chúng ta. Thầy đâu có cầu mong cái sự đẹp này đâu, nhưng mà cái tâm nguyện của họ, thầy không có kêu gọi các cư sĩ này đến đây mà làm đẹp, phải không? Nó là sao tôi kể thầy biết. Thầy không tâm nữa là bây giờ thì cầm tu thôi, nhưng mà vì cái lòng thành của họ, họ thấy nơi đây tu hành như vậy, họ muốn làm nó đâu nó đẹp đẽ. Thì các quý thầy, quý sư thấy người ta sẽ sẵn sàng, người ta hy sinh từng cái giọt mồ hôi nước mắt người ta để cúng dường cho chúng ta sống, trong khi chúng ta tu hành chẳng ra gì. Vì áo thầy nói thật sự, bây giờ có nhiều người giờ có mưu bộ mà cả bao gì cũng hết nữa chứ đừng nói. Còn Phật tử người ta giờ có hai, có người giờ có hai bộ người ta cũng chưa có nữa chứ đừng nói. Nghèo đến đổi gì. Mẹ nói đến Phật, người ta dính nhất liền người ta cúng dường cho mình đi để mà mình làm ra gì. Cho nên thầy như vậy thầy không quăng thầy. Hay không có sư tăng mà mình quăng ra vậy để mình giải thoát chứ. Thì các sư mà bị quăng như vậy, các sư phải mang ơn thầy rất nhiều đó. Nhờ thầy giúp chúng con mới lìa được cái tham tham. Đó như vậy nó thật thôi. Chính chỗ đó là để giúp cho chúng ta lìa ly tham đoạn. Thầy thức tri và tưởng tri khác nào? À, cái thức tri, tưởng tri nó dễ lắm. Cũng như bây giờ cái thức tri chúng ta là thấy cái ca này, thấy cái máy này, chúng ta biết đó là thức tri. Còn giờ không thấy chúng ta ngồi là chúng ta cũng thấy cái hình dáng của nó là tưởng tri. Hiểu không? Cho nên chúng ta thường sống ở trong cái ý thức và cái tổn thức. Ngay đây bây giờ thì mọi thứ thầy đang nói chuyện với quý sư là ý thức. Nhưng mà khi quý sư về rồi mà thầy còn thấy bóng dáng của quý sư là tưởng thức, hay hoặc thầy đang nói chuyện thì tưởng là cái gì đó lát lá là thầy đang tưởng. Cho nên chúng ta sống trong tưởng và trong ý. Nó câu hủi với nhau, kết hợp. Chứ không phải đợi chúng ta làm chuyện ba mà nó thực sự rất mạnh. Thì vậy mình giả cho cô học thì nên sống theo thức tiên. Đúng, phải nên sống theo thức tri, không nên sống. Vì vậy sao mà chúng ta tự lại dẫn giải cái câu cái Phật nói là nếu mà còn chút thức nào, chút xíu nào bằng ngón tay thì đạo Phật không ra đời. Đúng vậy, không mâu thuẫn. Bởi vì khi một người chết, cái câu này Đức Phật nói khi một người chết mà còn là một chút xíu thức như đất trong ngón tay thì đạo Phật không ra đời. Còn bây giờ người tu để mà thành tựu, dùng cái thức này để mà thành tựu, cho nên vì vậy đến khi mà chúng ta thành tựu được đạo giải thoát không phải cái thức mà thành tựu. Đạo thức được. Thì thức chỉ là phương tiện. Cái phương tiện. Mà nếu dùng tưởng thì nó là cái bóng dáng thì nó lại còn sai. Mình nếu tu tưởng là sai lầm. Nó không có giải quyết được cho cái việc sinh tử một. Cho nên phải dùng cái thức, bởi vì cái thức là cái cụ thể nhất cho cuộc sống. Còn tưởng là chỉ là cái bóng dáng. Mà bây giờ mình tu lại dùng tưởng, tức là mình bị ức chế. Nhưng nói chung là có lúc chúng ta cũng phải cần dùng tưởng. Chứ không phải không đâu, nếu phải nói. Mình dùng tưởng đúng, chứ đừng có dùng tưởng sai. Dùng tưởng đúng như thế nào? Tôi bây giờ không có cái thi ma bất tịnh, không có cái bộ xương người ở đây. Nhưng mà tôi phải tưởng nó ra để mà tôi trị cái tâm tác dụng của tôi đây. Bởi vì tôi nặng cái tâm sinh dục, cho nên tôi không tưởng bất tịnh như vậy đó. Thì cái tâm của tôi nó sẽ đắc tám theo cái gì? Tưởng cái này một cái đấu trị, cái tâm tham dưỡng. Mình để dùng cái tưởng. Nhưng mà khi mà cái tưởng nó là dứt thì không nên dùng nó như thế. Nó là duyên đá vào cửa. Đúng đó. Thật là tưởng, theo dây thông tin cái người mà đạt được tứ thiền rồi á, thì tiến đến đạt được tâm minh và một phân, một ca lạc hẳn. Và trong thật, phát ra thêm. Bởi vì khi dùng thần thông á là phải đối tượng mình thành thông mới dùng, mà đối tượng mình không phải là người có thành thông mà dùng thành thông, tức là mình đã làm một trò đùa, một trò ví dụ, một trò
du hí cho người thật nghe để mà ta thoát được mà thì hơn đó mình cảm dùng đó với người đã đạt được đã có thành công. Ví dụ bây giờ có một vài đạo nào đó có thành công mà đến đây á, họ muốn dùng cái thành công đó để đàn áp Phật giáo, thì đệ tử của Đức Phật dùng thành công để đối trị với những cái hạng người mà ngoại đạo thì không phải là không ngăn cấm để sử dụng đúng đối tượng. Còn các quần thành thông mà bây giờ quý Phật tử ngồi đây toàn là những người không thành thông mà dùng thành thông không hòa quan cho quý vị coi chơi đó, thì cái chuyện Đức Phật không được. Đó là cái chuyện quá lạc người ta chân để cho người ta khủng không phải sử dụng để cho người ta chương tránh người ta ly dục đi cái dạy người ta bằng đạo đức chứ không phải dạy. Cho nên Đức Phật có nêu lên ba cái loại thành thông giáo hóa, thành thông trí thuyết, thành thông biến hóa. Đức Phật nói thành thông trí thuyết là ví dụ như tâm của quý sư ở đây bây giờ đó không có nói ra mà thầy đều là hiểu con tâm của quý sư muốn gì hết, đó là thành thông trí thuyết. Không, đó là thành thông trí thuyết. Và bây giờ có người đến đây nói với thầy bây giờ mẹ tôi ở nhà bây giờ đang cái chuyện mà đang đau như vậy, xin thầy nhờ thầy xem coi nó đau cái gì hoặc là bị cái gì hay như thế nào mà nó xảy ra vậy, thì thầy cũng đều biết hết rõ ràng. Một người cứ mặc dù là không thấy cái bà mẹ đó nhưng mà có người nói là đã biết cái người đó như thế nào, gọi là thành thông trí thuyết. Còn thành thông biến hóa ra chim ra nhà ra cửa ra lầu chùa tháp đủ cách đẹp và sang đẹp biến hóa ra được hết gọi là thành thông biến hóa. Nhưng Đức Phật gọi nó là thành thông quyển hóa. Đức Phật không chấp nhận. Không chấp nhận không có nghĩa là Đức Phật không có. Còn ở đây thầy không chấp nhận, thầy cũng biết rằng nó, thầy biết rằng thầy có nghĩa là trong cái pháp như lý tất ý thầy cũng có thể làm được những cái gì này. Nhưng mà thầy cũng chấp nhận là tại vì nó không lợi ích làm cho người ta coi chơi thì nó không lợi ích. Thành tâm giáo hóa thầy chấp nhận, thầy sống đúng đời sống phạm hạnh đạo đức. Người Phật tử đến đây thấy thầy sống đúng là cái người ba y một cách, người ta quý trọng ở cái hành của thầy, thì cái đó là thành tâm giáo hóa. Thầy dạy người ta đạo đức làm người, không làm khổ mình khổ người. Mở miệng ra phải nói cho tư duy ở trong cái chánh tư duy như thế nào để dần nói cho mình không làm khổ ai, thì cái đó gọi là thành tâm giáo hóa. Thì cái đó là nên chúng ta nên thực hiện dạy tín đồ, dạy những người đừng có đơn thành thông rồi người ta theo mình để người ta tu để nhắm vào cái chỗ đó để cái điều đó lạc cho mình như vậy. Cho nên Đức Phật có nêu ra trong cái bộ tăng chi Đức Phật có nói gì cái vấn đề này. Cho nên đối với thầy là một người chấp hành đúng theo cái lời dạy của Đức Phật, thậm chí như thầy sách chữa ẩn bóng, nghĩa là thầy đã giảng ở trong băng của thầy mà có danh có lợi là ẩn bóng. Nhưng mà khi mà thầy giảng xong cái giáo án đường về chư Phật xong rồi dạy thầy cái đường lối tu tập theo đạo Phật rồi thì thầy định thầy ẩn bóng, thì cái duyên như thế này mà thầy chưa ẩn đó. Cho nên thầy cố gắng hàng ngày mà thầy làm việc cả đêm lẫn đêm để mà soạn, để mà hoàn thành cái bộ đường về chư Phật 10 tập, 2 bộ giới đức làm người, 2 bộ giới đức làm thánh và 4 tập đạo đức nhân quân. Mà khi xong rồi thì thầy ẩn bóng, nhưng chưa đủ duyên nhập diệt thì mình không có tiếp ăn nữa. Thầy nghĩ rằng có danh có lợi mà cứ ở để mà thọ hưởng danh lợi thì không đúng lời Phật dạy. Giáo pháp của Phật rõ, lời dạy của thầy bây giờ đã nói 10 bộ kinh như vậy, 10 bộ đường diệt của Phật như vậy, và đồng thời giới đức rõ ràng, giới đức làm thánh, giới đức làm người rõ ràng rồi, và đạo đức đã đủ rồi. Thầy có bây giờ có nói cũng ở trong đó thôi, chứ có hỏi thầy cũng vậy thôi, có gì đâu. Cho nên khi mà làm xong rồi thì chắc chắn là không còn thành tựu. Thầy nói thật sự mà, người nào mà đã được mà trong lúc mà thầy còn đang làm việc như vậy, thầy trực tiếp để thầy hướng dẫn thì nỗ lực mà thực hiện. Thực hiện xong á thì còn cái duyên của mình tiếp nối thầy chứ thầy không có. Thầy không có ở đây mà thầy còn dẫn một lần. Thật sự ra càng ngày kinh sách thầy mà càng ngày càng phổ biến ra nhiều đó, thì cái danh và cái lợi nó rất lớn. Từ đó chúng ta làm cái gì đây? Điều đó làm điều không thể làm. Cho nên do gì vậy mà thầy đã ấn bấm. Cho nên khi mà thầy ấn bấm, người ta đến người ta không gặp thầy thì người ta không cúng dường. Người ta không cúng dường thì người ta không có cái sự cung kính đảnh lễ thầy. Thì tức là Đức Phật đã dạy tránh cung kính, tránh danh, tránh lợi, tránh sự cung kính. Cho nên vì vậy mà thầy thấy cần phải nỗ lực thực hiện cho xong cái những cái điều mà mình để lại cho đời sau cho tôi. Vì những lời của thầy đã cặn kẽ, trong kinh Phật có cái chỗ nào mờ ám không rõ thầy đã dạy ra hết, không có chỗ nào mà kinh Duyên Thủy mà thầy cũng dạy, thầy chỉ rất rõ. Khi ví dụ như chẳng hạn như hồi nãy chưa hỏi
là khi Đức Phật nói chuyện với thuyết pháp với các chúng tỳ kheo hay các tu sĩ, xong rồi mọi người về rồi thì Đức Phật nhập vào bất động tâm, ở trong trạng thái ly dục ly áo pháp hoàn toàn lúc nào cũng vậy. Nhưng mà khi mà Đức Phật nhập diệt, trong kinh rất rõ ràng mà, nhập diệt thì Đức Phật nhập tứ thiền, xả cái hơi thở, tỉnh chỉ hơi thở, tức là xả cái báo thân của mình á, thì ngay đó thì ra khỏi tứ thiền, nhập vào bất động tâm định, trở lại cái trạng thái đó. Cái trạng thái đó là một cái từ trường thanh tịnh nhất của một người tu chính, nó không còn có gì nữa. Thầy nói đó là cái từ trường thanh tịnh của người ta không động tâm mà bất động tâm, cho nên nó hoàn toàn là xả luôn cả thức, cả tưởng, cả gì hết đều là ở trong cái trạng thái đó. Nó là cái từ trường thanh tịnh. Thầy tin có đề cả thân vô tướng thanh tịnh có phải là trạng thái đó? À, cái đó nó vô tướng thanh tịnh. Đúng là sư đã có một cái thanh tịnh. Bộ Phật, Bạch Hòa Thượng, trong sách nha, Hòa Thượng có viết gì? Trong cảnh động, đúng tránh gia trạm thì phải sống hồng, hộ khẩu hành, chuyên thiện người thì không có ý kiến. Trong tất cả mọi việc hay làm gì mà họ, mình chỉ biết giữ gìn tâm ý mình, lúc nào cũng thanh thản, quyết định mình không ý chuyện gì khác. Thì như vậy, nếu sống trong một cái đạo tràng ấy, mà mình thấy huynh đệ mình làm những cái chuyện làm sai, hoặc là phạm giới cấm, hoặc là tu lạc pháp, hoặc là hành động tà kiến như vậy, mình cũng giữ yên lặng mà càng. À, trong lúc đó là trong lúc mình lo cứu mình, chứ không phải lo cứu bạn. Thầy muốn nói đây là trong lúc mình cứu mình chưa có cứu mình được. Mà giờ bạn mình sai, mình thuyết sai, mà mình chưa cứu mình được, mình nói tức là mình với bạn mình đều là dẫn nhau đi chứ. Cái hố mình chết nha. Chưa chắc đã cứu được, mà lại đàn động mình không thắc thật. Cho nên vì vậy lúc đang tu, nghĩa là bây giờ mà nhập thất mà thấy người ta sai, mà mình đạt cứ thất ra để nói là à, anh làm gì vậy. Thì như vậy là mình đã bị lỗi. Cho nên mình phải tu, mình sẽ tâm đã. Sau khi tu xong thì cái người bạn mình sẽ dẫn dắt mình. Còn mình chưa xong, mình chưa chắc mà mình ra mình nói họ nghe. Rồi tự thấy trong cái giới tùy theo thì mình có một cái giới là thấy người là đồng đồng tu mà phạm giới mà mình không nói là mình cũng thấy trường hợp thì mình cũng phạm. Đúng rồi, nếu mà mình sống chưa như vậy nó khó, nếu được cái này thì nó cái đó, bây giờ thầy nói như thế này để thấy rõ ha. Đúng là chưa, mình nói cái này nghiêu, cái này rất hay á. Bởi vì sống trong chúng mà nếu mình không nhập thất tu thôi, mà đã nhập thất tu thì mọi người làm gì thì biết thì mình lo. Còn bây giờ mình sống trong chúng mà mình chưa có nhập thất tu, mình chưa tu nhất để đi tìm lấy cái giải thoát thì phải nói hết cái sai của huynh đệ là phải báo ra tình, để nhờ những cái người mà có cái đức người ta cũng vui kiến những cái huynh đệ. Còn nếu mà mình không nói tức là mình ích kỷ, mình sống đó. Còn bây giờ đó mình đã vô trong thất mình tu rồi thì mọi cái sai ở ngoài để cho chúng người ta lo, chứ còn mình không được lo. Là chỗ thầy mới nói là cái chỗ mình đi vào cái chỗ quyết liệt rồi. Còn mà quyết liệt mà còn động tâm nữa thì không biết việc nào, mình sẽ phân biệt được cái chỗ thầy nói. Bởi vì kinh sách viết nó như vậy, mà nếu không hỏi thì nó sẽ làm chết. Như vậy là rõ ràng. Thấy mà nếu như vậy mình không nói thì rõ ràng giới đang dạy mình không nói là mình có lỗi được chứ. Nhưng mà nó ở trong cái vị trí nào mà nói, là vị trí nào mà cũng nói. Thì mới tu mới tới, chứ còn lơ mơ nó cứ động hoài. Vì các pháp luôn luôn nó đánh ập mình hoài, nó tiếp mình, nó đánh mình, mà mình không biết khép chặt để cho mình giải quyết thân tử của mình thì coi như là mình không bao giờ giải quyết được. Có những vị sơ xuất mà quản cứu cuộc đời của họ, như tổ sư tử mà bị chết, bị chặt đầu, tổ về trà chết. Gần đây cũng là như vậy, có qua sự kiện đó thì có thể nói lên thì tu họ là đúng sai. À, có thể đúng là cái chỗ đó lại đi làm cái duyên cho chúng ta bị mặt cảnh giác. Thì họ tu đúng này, họ tu sai, chắc là đúng. Vì vậy dẫn nhân quả mà họ phải chịu đó, đó họ chịu nhân quả. Nhưng mà vì sao cái ngày một người liên là việc thánh tăng mà vẫn phải chịu? À, cái đó là như ngày thầy xin trả lời chỗ này. Thầy xin trả lời chỗ này. Nói về ngày một Tiền Liên là một vị đại đệ tử của họ. Ngài biết tất cả những cái sự kiện mà xảy ra cho Ngài như thế nào. Đã là người tu sĩ theo đạo Phật thì làm chủ sanh già bệnh chết, tức là làm chủ nhân quả. Làm chủ nhân quả làm sao có bọn chút nhất Ngài một chuyện được. Làm chủ nhân quả thì làm sao mà còn cả quả như vậy? Điều đó vô lý, Đại Thừa đã đặt ra để phỉ báng đệ tử của Đức Phật, của nhân vật Thánh Phật. Thì xác định rõ ràng mà thầy làm chủ, bây giờ cái đầu thì nhất là cái nhân quả, thì đâu phải là cái không mà nó nhất đầu thì được. Mà thầy đuổi nó đi được mà, thì làm gì có nhân quả mà để cho bọn cướp giết mình được. Vô lý. Như vậy là vấn đề là không có. Không có, bởi vì đó là vấn đề của đại thừa.
cái chết thì có ngày một người đi hoặc là bị giết hoặc bị đánh chết. Đó là cái điều kiện người ta bịa đặt ra thôi. Thì nó thật sự ra họ đưa vô để mà họ làm mất cái đạo đức nhân quả của Đức Phật. Đạo đức nhân quả của Đức Phật là chuyển biến được. Một người tu là người ta chuyển, người ta lấy thiện, người ta chuyển hết cái nhân quả. Làm sao có cái những cái điều mà tả quả đó. Như vậy thì chính bản thân Đức Phật thì cũng đã từng bị là đau lưng trước khi mà lẽ đương nhiên Đức Phật đau lưng, nhưng mà Đức Phật làm chủ. Ngứa mặt, rồi những cái tai nạn mà chính bản thân Đức Phật thì bị Ngài Địa Bạc làm cho chạy. Làm giải máu, làm đó là cái nhân quả phải trả, nhưng mà thấy Đức Phật có đây. Bây giờ thầy nói như thế này là bây giờ thấy không, thầy bữa đó thầy làm công việc thầy chặt được chỏ lủng một cái lỗ máu tuôn, thì Minh Tâm nó thấy, nó hỏi thầy nói một người tu sĩ làm chủ nhân quả, sao là thầy để không để cho nó cái nhân quả nó lại đâm cái tay thầy. Thầy làm chủ nhân quả có nghĩa là làm chủ sự sống chết của thầy sẵn ngoài đàng hoàng, nhưng thầy còn mang cái nhân quả này. Thì cái việc thầy, nếu mà thầy không làm, thầy không đi chặt cái sắt này á, thì lấy cái gì nó chọn tay thầy. Thầy đi làm tức là thầy tạo nhân quả mà, phải không? Còn nếu mà ông Phật ông nói rằng bây giờ ông giết, ngày đó là Đề Bà Đạt Đa sẽ lăn đá cho ông cánh đi, phải không? Thì làm gì Đề Bà Đạt Đa lăn đá mà ông chạy nó. Nhưng mà ông không phải sợ trên cái vấn đề nhân quả, người ta làm chủ được nhân quả mà, người ta đâu có lo nó đâu. Cũng như bây giờ thầy thân tay đau này, thầy cũng biết nè, bây giờ ngày mai là nó sẽ bị nhức đầu, thầy biết nó như vậy mà. Mà bây giờ thầy nói, bây giờ thầy chuẩn bị nó cho ngày mai được nhức đầu, thì như vậy thầy tính nén, trúng nén nhân quả, đi cái thắng nhân quả của thầy mà. Nói nhức đầu thầy đuổi nó đi, thầy làm chủ nó. Như vậy một cái vị mà đã biết thì làm chủ nhân quả rồi, họ có thể né tránh, hoặc là họ có thể như vậy, người ta đúng đó. Đó, họ muốn tránh hồi nào cũng được. Như vậy thì các vị tổ sư tông họ cũng đã từng làm như vậy, như tổ sư tử cũng đã được truyền biết trước như vậy, tổ bệ hạ cũng đã nói trước như vậy, tổ nhân đầu cũng vậy, lúc nghe chết này cũng vậy, như vậy nhà hàng cũng được nói trước. Trong khi đó họ đạt hay là họ biết trước thì làm sao là biết họ là đạt được cái thành tựu? Bởi vì trên con đường tu và giáo pháp của họ để lại chứng minh cho họ rằng chưa biết. Bởi vì họ biết giáo pháp họ phải có, đằng này họ không có. Còn Đức Phật tại sao biết? Tại vì Đức Phật thực hiện tâm linh rõ ràng từ tứ thiền của tâm linh. Còn mấy ông này có thực hiện tứ thiền không? Vì cái giáo pháp của họ đã để lại rõ ràng, mình đã nghiên cứu rõ rồi, mình thấy rõ ràng cái giáo pháp không đi tới chỗ đó, mà họ nói chỗ này là họ chỉ quyền thoại thôi. Do vì sao thiên giáo? Thiên giáo hay hoặc là họ đúng là người sao thiên giáo nó quyền thoại thôi. Cho nên vì vậy mà Ngài Thường Chiếu mới nói đó là một bọn đại biệt. Đúng là Ngài là một vị tổ sư thiền mà Ngài nói câu nói đó là rõ ràng là chúng ta đã, Ngài đã dịch rõ ra hết. Đó là bọn đại biệt. Người sao cứ lừa người, cái người trước lừa người sau lừa người sau nữa, cứ kế tiếp mà lừa nha. Bằng chứng là giáo pháp của họ không có cái đường lối đi vậy. Cho nên nó cụ thể, nó rất cụ thể. Còn đường lối của Đạo Phật chúng ta thấy rõ ràng, muốn làm chủ sinh tử này, cái hơi thở phải dừng, mình dừng mình làm chủ được nó thì mình mới làm chủ được chứ. Còn này không có pháp nào mà của bên đó không có pháp nào để dừng hơi thở thì làm sao mà gọi là chủ. Còn này tứ thiền thì phải dừng hơi thở, rõ ràng là cụ thể. Rồi bây giờ thực hiện đến một cái chỗ mà để biết được cái chuyện mà mình phải chết ngày nào giờ nào hoặc như thế nào thì phải tam minh rồi. Mà mấy ông này có nói gì tam minh ở chỗ nào đâu, cách thức thực hiện tâm mình cũng không có, cũng không biết. Rõ ràng là giáo pháp này lừa đảo không đúng. Còn kinh sách Viên Thủy rõ ràng để là chúng ta thấy cái giáo pháp rõ ràng cũng phải không, có sự thấy không có đúng không. Cho nên vì vậy mình xét qua cái pháp của họ là mình biết rằng không đúng. Đức Phật nói đúng là tại vì cái pháp của Đức Phật nó đi từ chỗ này cho đến chỗ khác, nó có cái từng cái giai đoạn của nó đi đến cái chỗ mà Đức Phật nói vậy là đúng. Còn mấy ông này nói chỉ là đúng. Cũng như câu chuyện mà các ông gia đình ông Bằng Quẩn mà tự tại ở trong sinh tử mà thiền định như vậy, cô Linh Chiếu trèo lên cái sàn thiền của ông Bằng Quẩn mà ngồi mà nhập niết bàn một cách chết tự tại như vậy. Chết bằng cách nào đây, định gì mà chết như vậy, không nói ra có phải là nói láo mình. Còn ông Phật muốn nói mình làm chủ được cái sự chết này, ông Phật đã nhập mấy lần, ba lần cho chúng ta biết, nhập từ sơ thiền cho đến diệt thọ tưởng định, rồi nhập tới tứ thiền mà ba lần vậy, tới tứ thiền mới xả bỏ đó. Chứng minh rõ ràng cụ thể mà đâu có tật. Mà trong tứ thiền đã bảo là tỉnh chỉ hơi thở mới nhập tứ thiền, đó là như vậy mới làm chủ được chứ. Còn kia có nói cái chỗ mà tỉnh, có chỗ mà làm mà ngồi mà chết được không? Không nói được. Thậm chí như nói ngồi thiền mà rồi 1000 năm mà móng tay móng chân râu ria rồi nó mọc, nó bao quanh cái người đó luôn. Trời đất ơi,
Ngồi thiền thì thân bất động nè, tâm bất động nè, ngôn bất ngữ bất động nè. Ba cái động này là của nhân quả. Do ba cái động này là nó vô thường, cho nên con người mới có râu tóc móng tay nó mới ra. Còn khi mà bất động rồi nó làm sao nó mọc ra được nữa mà dám nói. Bởi vì khi mà người ta nhập định thì các hành nó đã ngưng mà. Làm sao mà nó còn, mà cả ngàn năm thì phải nhập cái định nào chứ. Chứ đâu phải mà nhập cái điểm sơ sơ được. Thế một ngàn năm cái kẻ có cây ra cái ông này thì râu tóc cuối cùng mình nói, lão thật, có tin nổi không? Thầy nói thiệt mà. Khi mà thầy tu rồi thầy đọc hết mấy cái thứ mà quyền hoặc mình lát người ta. Có cái có một câu chuyện nữa, nói cái ông đó nhập thì thọ tưởng định. Ông nằm ở trên tảng đá đó, lá cây nó phủ vít lỡ hết. Cái người thợ săn họ đi tới, họ dồn, họ thấy. Họ thấy ông ta. Rồi ông ta mới dẹt lá, giúp mình ngồi vậy. Thợ lấy gì thọ tưởng định mà ông này cũng lỡ dẹt lá nữa à. Có phải gạt người ta không? Mà lá cây nó phủ vậy đó, mà ông thợ săn ở kia mà ông dồn thấy được cái ông này thì thợ nó ông làm sao thấy được. Cái này đều là đặc điều mà nó không có cái lý để mà nói cho nó tin được. Chứ đừng nói. Cho nên nhiều cái chuyện thiền mà ở trong cái các tổ mà đặt ra thì nó thiệt ra khi mà tu rồi thì thấy rõ cái bộ mặt. Chứ hồi mới đầu thì nghe nó vĩ đại vậy chứ không phải chơi đâu. Thì nghe mấy ông thiền hấp định như vậy vĩ đại. Thậm chí như bây giờ mà thầy ngày xưa thầy nghe lục tổ Huệ Năng để lại cái nhục thân. Tổ Cẩm Sơn để lại nhục thân này, tổ Huệ Năng này, rồi một vị tổ nữa ở bên Trung Hoa, ba cái nhục thân mà Hòa Thượng Thanh Từ đi qua bên đó chụp về ba nhục thân. Thôi thì thấy quá kinh nghiệm tu thiền để được. Rồi nghe được ở ngoài Hà Nội có hai vị thiền sư để lại nhục thân. Gần đây có dịp thì ra Hà Nội thì đến thì tham quan. Thầy nó tu mà để cái bộ chương bất định như vậy thầy để đâu. Thầy nói thật sự mà. Để cho người ta bán, để người ta lấy tiền người ta. Thầy đâu phải là thằng ngu mà tu để làm cái vật để người ta bán cái thân mình với người ta. Cho nên bây giờ cái ông xã ở tại cái gần bên cái chùa đó, ổng đưa cái cây ngang qua đường vậy. À cái xe hơi mình đi tới vậy á, đưa ra 10.000 thì mới rút cái cây chứ không đưa thì không rút đâu. Ông bán cái xác của ông giữ các quan nhiêu cái trường lấy tiền ăn đó. Rồi vô trong chùa đó còn ăn sạch nữa chứ không phải còn. Bây giờ nhà nước làm cái cửa cổng, xe nào vô đó cũng lấy tiền hết. Như vậy là để lại để bán cho người ta ăn. Như vậy là để làm gì đây? Rồi bây giờ ở bên Trung Hoa nói cái nhục thân của lục tổ Huệ Năng, bây giờ nhà nước nó còn quý trọng lắm, trang bị đẹp đẽ rất y đồ đàng hoàng. Bây giờ để ông ta ngồi đó chứ chờ khách du quan tham quan đến đó để lấy tiền hốt bạc. Như vậy là ông làm giàu cho dân tộc Trung Hoa chứ gì. Bởi vì tu hành để đi làm giàu như vậy. Tự ra thầy thấy thiệt, nó đủ cái cách mánh khóe, gian xảo thiệt đúng thứ. Cần gì mà phải tu chứ cho mất công. Một liều thuốc gì thôi cũng để lại như thân được, thương chứ có gì đâu. Người ta ướp xác phải moi ruột ra. Thầy ướp xác không cần chỉ uống vô đây thì nó chết rồi. Thì bắt đầu nó đã ướp vô trong đó rồi, nó còn hay hơn Hồ Chủ tịch. Mà Hồ Chủ tịch còn phải để trong thùng lạnh đồ này kia, đồ máy lạnh hoặc là phải để cái này kia rồi đừng cho nó không thúi chứ con. Thì thật, họ có một cái lợi ướp xác nó gì. Cái người mà bên Tây Tạng, Lạt Ma bên Tây Tạng phải chết ướp xác bằng cách mổ ruột mổ gan, moi ốc ra rồi mới ướp xác, nó mới dễ cái xác. Giờ, thua Việt Nam, xa lắc. Cái chuyện đó đâu có phải khó đâu, thầy nó không khó đâu. Còn ba cái chuyên dụng gọi là khá lợi. Trời, cái thứ đó bụi quý lắm, đồ bất tỉnh. Đức Phật nói cái thân tứ đại là thân bất tỉnh. Mà giờ để lại để làm phú quý, nó thiền định nó mới có. Cái người không thiền định cũng đốt. Bây giờ các sư bây giờ mấy quý Phật tử không có tu đi, thầy đem là thầy đốt sơ xài, thầy lụa một đống chương thì có không? Phải không? Đốt sơ ngày thôi. Thầy nói đó khá lợi chứ gì. Còn thầy đốt thật đốt cái rụt hết chứ có gì đâu. Từ một đích già sợ trong đó thầy quá thấy rõ rồi. Cho nên các sư thấy trong cái thời chiến tranh nó có nhiều cái gian xảo lắm, nếu mà chúng ta thấy rõ ràng. Để tìm đốt một cái, trời ơi Phật tử quá tin tưởng. Có cái chuyện đó đâu có khó gì cái chuyện đó đâu. Đã Đức Phật đã bảo rằng cái thân con hữu sắc thì nó hữu hoại, nó vô thường, tại sao lại nó thường còn như vậy được? Vô lý. Cho nên Đức Phật nói không lẽ nói láo à? Bây giờ chúng ta lại điên, lại tin những cái đó. Đó là cái tinh ba của cái lòng nhiệt quý như Phật giáo, cho nên giờ nó còn. Còn gì mà tinh ba gì, chánh trị mà tinh ba cái gì? Đấy, nó thật sự. Mình là thầy tu, mà đi làm chánh trị mà còn nghĩa lý gì mà gọi là tinh ba?
tu giới luật không nghiêm chỉnh mà tin ba. Phật giáo là phải giới luật phạm hạnh nghiêm chỉnh, sống phải ba y một bát chứ, mình có giữ trò không? Chùa to Phật lớn hẳn hòi, sống như nhà giàu mà lại là tin ba Phật giáo, có dấu gạt người ta không? Làm cái gì hơi kỳ đặc một chút là coi như là lừa đảo người ta được rồi. Mà thật sự Phật tử, thật sự người ta làm sao người ta hiểu được cái điều này? Thầy không tu chứng không dám chửi ai hết, thầy tu chứng rồi chửi xả láng hết, không sợ ai hết. Họ bất quá họ với thầy thì có mạng già thầy thôi chứ có ăn thôi. Thầy nói thật sự mà phải nói cho người ta nghe, phải giống lên tiếng chuông, tiếng trống chuông cho tất cả Phật tử. Bởi vì cái công lao của Phật tử, chùa nào cũng mồ hôi nước mắt của công lao của Phật tử, chứ không phải có ông thầy nào mà đi ra cày ruộng mà cất lên nấu cái chùa. Mấy ông chỉ ăn mồ hôi nước mắt của người ta mà cuối cùng không làm được cái điều gì của Phật Pháp. Thầy nói thật sự mà. Còn Phật tử thì người ta làm sao người ta biết, nó nói sao người ta nghe vậy. Cho nên người ta đem sức công lao, sức lực của người ta. Như mấy ngày rài đó quý Phật tử đến đây làm cái gì? Trời ơi thầy, thầy xúc động, thầy không biết làm sao mà để làm sao cho Phật tử được giải thoát này. Cho nên thầy thức đêm thức khuya mà thầy đánh trên uy tín để mà sáng thảo cái đạo đức cho quý Phật tử. Là vì một người đại diện về đây làm những công việc cho Phật Pháp như thế này thì làm sao mà thầy ngủ yên được. Thầy phải biết làm sao mà cái nền đạo đức để cho quý vị sống trong cái đạo đức, để làm cho gia đình quý vị an ổn, xã hội của quý vị sống được an ổn. Chứ đâu có phải mà chúng ta thừa họ, thừa hưởng ở trên mồ hôi nước mắt của người ta rồi an nhiên để mà làm giàu ở trên đó. Đi ra thì xe hơi, xe cổ. Ngày xưa Đức Phật đi bộ, bây giờ chúng ta sung sướng quá mà. Bây giờ thầy nói về tất cả những băng này đều khi nghe rồi các quý vị nghe thôi chứ đừng cho anh, bởi vì nghe động tội nghiệp gì. Thầy nói thật sự bây giờ thu thì thu, nhưng mà chúng ta nghe thôi được cho anh. Thầy rất cửa xuất bản, khi nào xuất bản thì có địa chỉ thầy sẽ gửi gì, nghĩa là thầy các sư mà quyết tâm tu hành thầy sẽ gửi. À bây giờ thì cái quyển 4 thì không có, đã hết cái đợt. Quyển 8 thì cũng hết rồi. Bây giờ cho một cái địa chỉ, khi nào mà cô Út cô đem cô photo về đóng thành sách thì cô sẽ gửi xuống. Và nếu mà có cái điều kiện là ví dụ như tập 3 rồi tập 9, tập 20 sách sửa là thầy nó ở trên vi tính là đầy đủ rồi. Bây giờ còn có kiểm lại, ngồi lại mà đọc lại, kiểm lại cho nó kỹ rồi mới cho in ra. Chứ bây giờ in ra cái bản thảo thì in dễ rồi, nhưng mà cái người mà ngồi kiểm lại, bây giờ ở đây chính toàn bộ là người ta tu được, không có bắt người ta làm được cái chuyện đó. Có người đánh vi tính rất giỏi như là chú Nhu đây, chú làm cái việc đó thay thầy rất giỏi rồi, nhưng mà chú quyết tu mà bắt chú làm cho thầy thì thầy không, thà là một mình thầy làm. À, cho nên vì vậy mà một mình thầy mà kiểm tới kiểm lui như vậy mất cái thời giờ rất nhiều, nhưng mà phải làm thôi để cho người ta hiểu. Thầy nói thầy viết 1000 bộ sách không bằng một người tu chứng. Cho nên chú Nhu tu chứng là bộ sách của thầy có giá trị nhất, còn chú Nhu mà tu không chứng thì bộ sách của thầy cũng giá trị. Ở đây người nào mà tu chứng là người đó đã là cái bộ sách giá trị, họ đã nói lên được cái kinh nghiệm của thầy bằng cái kinh nghiệm của họ, cho nên đó là cái ánh sáng tốt. Còn kinh sách của thầy không khéo ngày mai nó như kinh sách thầy, không có giá trị. Cho nên giúp cho quý thầy, quý sư, cư sĩ để hiểu rõ con đường của Phật Pháp bằng cái bộ sách này. Nhưng cái người tu chứng vẫn là cái niềm tin nhất của quý vị. Cho nên nó kèm theo giống cái sự tu chứng. Nó không khó, nhưng mà người ta xả cái tâm người ta quá khó. Cái tâm danh, tâm lợi, cái tâm thương ghét của người ta nó xả quá khó. Cái bước đường mà ly dục ly ái pháp nó khó vô cùng. Còn cái từ cái nhập nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến tam minh nó dễ như trở bàn tay, cũng như bàn tay chúng ta để về chúng ta lật. Nó dễ lắm, nó không có này. Nó dùng pháp hướng đi vô chứ nó không có còn phải ngồi đó mà thẳng mẳng tê mê gì nữa hết. Còn cái chỗ mà ly dục ly ái pháp tâm không phóng vật là cái chỗ rất khó. Nó khó cái giai đoạn này. Mà người đã chịu tu rồi coi như liều chết để mà xả cái tâm ham muốn của mình rồi thì người đó coi như chết rồi, thì mới dễ được. Cho nên thầy khi mà có cái địa chỉ, ghi lại cái địa chỉ cho cô Út, có địa chỉ khi mà có in đem về rồi có đóng thành sách thì thầy ngay mấy cái địa chỉ mà cô Út đã để trong cái sổ thầy đều gửi, cho nên in một lần 100, 200 tập về có theo mấy cái địa chỉ đó thầy gửi đi thạch bóng hết.
Rồi sau này đó thì phải làm từng 50 hay 30 vậy, rồi từng người nào đến gặp cái dịp mà có thì sao cho, còn không thì thôi. Bởi vì cái số lượng nó mình ít, mình chỉ làm vậy. Thậm chí như cái cuốn mà đưa ra xin phép nó cũng rất lâu nó mới được phép. Chứ phải được phép rồi đưa cho Phật tử người ta in hàng ngàn cuốn đó thì nó mà. Còn này mình chỉ trong đó trong máy vi tính đưa ra cái rồi in trong máy vi tính đưa ra photo, photo cái gì đóng bìa, đóng bìa cái gửi cho Phật tử. Thành ra nó không có cái số lượng thừa, thành ra nó ít. Chứ phải mà nó có cỡ mà in một lần 2.000, 5.000 thì nói chung quý sư mà về thầy phát cho người 2-3 tập nữa chứ đừng có. Để mà mình coi người nào mà có tâm đầu ý hợp với mình, ý tu thì mình cho họ một tập, để mình phổ biến được cái giáo pháp của Phật, cái chân pháp, cái đường lối thật sự của Phật đã tu hành. Còn bây giờ thì cái sức của thầy thì làm được cái gì, và cái kinh tế của chùa nó cũng có cái gì. Mỗi lần mà đi photo mà 100-200 cuốn vậy nó cũng đôi, nó cũng 20-30 triệu quà chứ đâu có 5-10 triệu. Thì mình thấy bỏ xuống mà photo thì nó chừng 300-400 cuốn, 500 cuốn thì 50 triệu đạt rồi, chứ đâu có. Cho nên từng nhẽ từng chút những cái tiền bạc gom góp cứ lo bỏ mà in kinh, nghĩa là nhiều thì mình in ra nhiều vỡ cho nhiều, mà ít thì mình in ít. Có vậy không? Nên giờ không có làm sao hết. Mà thầy cấm là ăn có được kêu gọi Phật tử, bởi vì Phật tử khổ lắm. Giai đoạn xã hội không có được kêu gọi. Chính ai nhà giàu người ta thấy người ta biết người ta lợi. Như vừa rồi mình đang về gửi cho thầy cúng dường 10 triệu để mà in kinh sách. Nó là người ta có tiền thừa. Còn bây giờ kêu các con thì các con đóng góp thật sự, nhưng mà các con phải dắt mồ hôi ra. Thầy không nói đâu. À, còn cô Đồng Tâm đó, cô ở Biên Hòa, cô có lầu gốm Đồng Tâm đó. Cổ kính dường thầy là 20 triệu và đồng thời cổ xin là kinh sách thầy xin phép cổ cho in 5.000, 10.000, cổ bỏ tiền vào cổ. Đó, thì nhờ mấy cái người nhà giàu này thì thầy nói cũng đỡ chứ còn. Chứ còn thầy thật sự chưa không chưa Phật tử, bởi vì Phật tử nhờ làm tiền vào. Thành ra hãy nó có tiền nhiều thì cố đem photo lần 1, 2, 3, 4, 5 cuốn. Còn hãy ít thì 100 cuốn rồi về thôi. Mà hãy có tác phẩm nào mà thầy soạn xong rồi thì bắt đầu gom tiền bạc lại, bắt đầu đem photo. Có vậy thôi. Coi như đang tiến hành, nghĩa là coi như bây giờ đó, coi như là thầy chia làm hai nhóm cư sĩ, thầy giao cái trách nhiệm cho cư sĩ làm, cái thầy không đứng ra thầy làm. Thầy chỉ gợi ý rồi tụi nó làm thôi. Nhóm thứ nhất là chú Chân Tâm, nhóm thứ hai là chú Tâm Đắc. À, chú Tâm Đắc là cái nhóm kiến trúc sư, còn cái nhóm Chân Tâm là nhóm làm kinh tế. Nhóm này nó đương mở nhà máy nước thiên nhiên để mà lấy cái nước đó nó bán, nó làm kinh tế để mà nó lo cái trung tâm rồi đó. Còn cái nhóm mà kiến trúc sư thì nó mở ra một cái trường hướng nghiệp. Do đó nó mới tập trung cái số người mà học nghề mà đẻo đục đá này kia, nó mới đưa ra ngoài đó mà để đi làm những cái hang hốc cho thầy. Mà nhờ cái sự học này nó trở thành những cái học viên này nó trở thành những cái tay thợ á, thì nó đã làm được cái việc lớn. Chứ còn mình hướng thợ vô làm, mình làm tiền bạc riêng hả? Cái chương trình bao lâu rồi? Nghĩa là từ 10 năm đến 20 năm mới hoàn thành. Nó là cái trung tâm an dưỡng của chư tăng, tăng ni và cư sĩ. Xin phép nhà nước chứ không có xin phép các chùa được, mà chỉ là cái trung tâm an dưỡng để mà tạo cái trung tâm để mà an dưỡng thôi. Cho nên mình vô đó mình xin an dưỡng thì tăng cũng đến an dưỡng, ni cũng đến an dưỡng, cư sĩ cũng đến an dưỡng được hết. Do đó vô đó là mình tu. Thời gian nào mới bắt đầu cho con người? À, bây giờ thì tụi nó đang xúc tiến, nó làm 8 năm nay, tức là nó chạy nó xin phép thế này thế khác đủ loại hết mà chưa được. Bây giờ nó mới xin phép được mở được cái nhà máy, rồi bắt đầu bây giờ nó bắt đầu nó mới xin phép để mà mở cái trường hướng nghiệp trong cái khu đó đó, để mà cho thợ nó học nó, thì lấy cái chỗ học đó nó làm cho mình cái khu vực chuyên tu, coi như nó mở cái trường mỹ nghệ thực hành như là trường mỹ nghệ thực hành gia đình như vậy đó. Rồi nó để hướng nghiệp cho những cái người mà chuyên môn nghiệp, nó đề nghị rằng nhà nước có những chuyên môn chuyên viên mà cái tay thợ không có thì không làm được, nghĩa là cứ đào tạo trên đại học không à, còn cái thợ mà để làm thì không có. Cho nên bây giờ nó xin phép nó mở, thì nhà nước theo lý cho mở cái trường, nó lấy cái số người mà vô học nghề đó đó thì nó mới đưa ra làm cái gì. Nó phải khéo léo lắm chứ, với cái nhóm này thì nó nhóm cư sĩ của thầy thì nó cũng
linh động khéo léo lắm, chứ còn lơ mơ đâu có được. Thầy tin rằng mặc dù thầy có chết đi nữa, cái cơ sở này tụi nó cũng thực hiện. Nó thực hiện để lại cho tăng ni, cho cư sĩ đời sau này có những cái chỗ mà cọ bát quan trai, có những cái chỗ mà cho tăng ni thực hiện công việc tu, giữ định tuệ ăn mà. Cái người mà thầy mà đào tạo sau này mà thực hiện như thầy rồi, họ ra đó họ sẽ điều khiển như thầy. Thầy dẫn hết mà thầy, coi như thầy dẫn hoàn toàn. Người nào mà quyết tìm tu giải thoát đến đây nhận họ vô rồi, thì nói với họ tất cả mọi cái, khi bước vào thì còn lại một bát, không còn gì hết, để thực hiện cái tâm hoàn toàn ly dục vậy. Riêng người ta muốn giải thoát, còn cũng muốn thôi thì vô đây. Mà vô đó thì trao cho họ cái hạnh, rồi y bát trao cho họ đầy đủ, và qua như cái hạnh, những cái đức hạnh thánh đều là giải hết. Cho nên hỏi khi Vinh về đây, thầy hỏi thầy, thầy chỉ bảo từ cái ăn, từ cái đi khất thực, tất cả mọi cái đều phải thể hiện. Thầy không có dạy gì hết, thầy dạy những cái điều đó thôi. Nghĩa là đi phải phòng hộ sáu căn của mình, trên bước đường đi khất thực như thế nào, hỏi gì vậy. Mà thầy biết rằng bên khất sĩ là quý sư đã thông suốt những cái điều đó rồi, nhưng mà thầy phải lặp lại một lần nữa ở đây như vậy, để làm gương cho những người khác ở đây người ta chưa biết. Còn thầy mà nếu vô nó, mà nếu mà thầy mà có cơ sở rồi vô bắt đầu thì kiểm tra lại hết. Mà giờ ở đây chưa có nhận lĩnh cái hang, thì thầy phải dạy từ quay nghi tế hạnh, cách thức ăn uống này kia, thầy dạy cách thức hết. Đến nhận thức phẩm thì phải ước nguyện như thế nào, nhận thức phẩm rồi thì ước nguyện như thế nào, rồi bắt đầu ôm bát về ăn, rồi phải ước nguyện như thế nào, làm sao tất cả mọi quay nghi tế hạnh này hết, để rồi hoàn toàn khi nhận hết là có những cái hành động cũng tu sĩ chúng tôi. Đó là cái đức hạnh mà để mà ly dục, để mà phòng hộ sáu tăng của mình, chứ không phải đức hạnh thường đâu. Đức hạnh đó là đức hạnh ly dục ly ác pháp đó. Nó phải sống bằng cái hạnh của mình, cái hành động đó nó mới có nói lên được cái sự ly. Rồi ly được rồi đồng thời mình còn ôn pháp để mà ly nữa, chứ không phải là nội cái hạnh nó không mà ly không được đâu. Bởi vì cái hạnh không nó chưa hẳn nó quét ở trong tâm mình được, mà cái hạnh nó giúp cho mình rất là thanh tịnh ở bên ngoài rồi thì ở trong tâm mới biết rồi. Thế nó thầy dạy đâu nó ra đó, thầy nói từ, nghĩa là cái người mà nhanh nhất là 7 ngày là họ đã thành tựu tâm minh rồi. Mà cái người mà dở đó là phải tháng là dở đó. Còn cái người tệ nhất là 7 năm thôi. Còn không có thôi muốn ông đi ra thì chịu ở đây. Tu cái tiểu 7 năm không được đi ra tu không có nổi. Đâu. Ở đây mất công. Nghĩa là phải thực hiện được là đúng là những bậc A-la-hán đủ tâm minh hẳn hồi đầu. Có đang đủ đang hoàng thầy đó không có thầy dạy là phải đi tới, nhưng mà phải quyết tâm. Còn tu được thì được, mà không được thì cứ xin ngay liền thầy chắc lắm. Tha là gắt để đào tạo Phật giáo thật sự, chứ không Phật giáo để đi tiếp để đi việc, mà không uổng cuộc đời tu của quý vị. Bây giờ quý vị bỏ hết cuộc đời quý vị vô, bây giờ quý vị lương như thế này, đời không đời, đạo không đạo, cũng ăn uống cũng ngủ nghỉ như thế này thì ra cái gì, cuối cùng chép lại mình có ra cái gì đó. Rồi cái tuổi nó chồng chất, cái tuổi tới tôi bắt đầu bây giờ của mình có khả năng giết lấp đầu chút ít, người ta phong mình thượng tọa hòa thượng một chút ít nữa rồi lên nó lãnh làm trụ trì, mắc gánh giác ba cái này rồi cứ ngọt ngào với Phật tử để người ta cúng, chứ mà nói nặng họ thành cúng là đói cả bầy nữa đó, hay không phải bợ Phật tử nữa chứ đừng. Nghĩa là sau này thầy nói Phật tử mà có nhà mà có người chết á, cúng sư mà tranh nhau mà đi đám để mà kiếm sống, chứ đâu nếu mà không tranh nhau lấy gì hết. Thầy nói thật sự cái trường hợp này là ở ngoại quốc đã có những cái điều đó. Các ông sư không nghe, có sư Giác Nhu ở chi Giác Nhiên ở bển đã có những bức thơ gửi về bên đây, thầy đã biết được. Vậy đó, chứ không phải bên Việt Nam mình thì không có đến đâu đó, là bên Pháp nó được. Ở ngoại quốc là căng ngang vật sự để mà ve vuốt nó, giữ nó để cho nó cúng đồ cho mình. Hết cái chùa thì xa, nhưng mà nợ là tùm lum hay. Cho nên thầy nói trời ơi, chỉ là nợ cái hơi được ngon lành chứ mà. Thôi vậy thì thôi, hết giải thoát rồi. Hôm nay thầy nói như vậy, thật ráng. Còn cái gì hỏi thầy nữa không? Khi mà Đức Phật pháp lực các bạn, Đức Phật các cơ quả thì lực từ cơ gì nhớ gì cao nhất. Đức Phật là dạy nhiều lần, để mình đi. Thứ hai nữa là khi Đức Phật dạy các bạn, tại sao không ở quán quyền nhân viên? Vậy mà ở quán quyền nhân viên. Thầy sẽ trả lời. Đức Phật nhập ba lần như vậy đó có nghĩa là di chúc cho chúng ta không lời đó. Nói rằng
trong cái cuộc mà làm chủ sinh tử, chấm dứt sự luân hồi làm chủ được là chỉ có con đường thiền đó. Cho nên nhắc đi nhắc lại ba lần, đó là di chúc không lời đó. À, còn câu thứ hai, tại sao Đức Phật không nhập về khỏi tưởng định mà nhập Niết Bàn, mà lại phải nhập trở lại tứ thiền? Bởi vì chỉ có tứ thiền mới xả cái hơi thở mà thôi, còn nhập về khỏi tưởng định nó không có ra được, tức là không có trở về cái trạng thái bất động tâm định được. Còn tứ thiền nó còn làm chủ điều khiển được trở lại. Thấy không? Bị nhập vô việc thọ tưởng định rồi, cái mặc dù cái thân nó bất động cũng như là tứ thiền vậy, nhưng mà vì cái từ trường của cái việc thọ tưởng định á, nó dữ tợn lắm, nó giữ cái thân như đồng sắt, cho nên đâu có bỏ nó được, coi như là chết. Mà trong khi đó cái thân nó bất động đó, nhưng mà nó là như tường sắt, cái từ trường của nó bảo vệ, không có mưa nắng gì mà lọt vào trong cái khu vực đó được, mà cái thân của nó không ai đâm được. Bây giờ ở xa chúng ta đâm con lũng nó như là sắt rồi. Cho nên Đức Phật coi như là muốn để lại cái nhục thân này nhập vô đó chứ gì. Còn cái lại Đức Phật không muốn, muốn bỏ cái thân của mình, cho nên tứ thiền nó hoại diệt cái thân dễ. Cho nên hơi thở dừng, thì ai đó bỏ thân người ta đem thiêu đốt nó được. Còn cái kia đem thiêu đốt không cháy, nhập vô trong đứng định không cháy, đốt cháy. Thành ra Đức Phật không bỏ thân mình để đi. Hiểu chưa? Bởi vì cái định nó như vậy, nó bảo vệ cái thân.